Chương 51, C51, có nhưng không thích. Lương Tị đến nhà máy sớm vì cô có công việc phải làm, bình thường vì phải thu xếp công việc nhà nên đến 9 giờ cô mới đến nhà máy. Hôm qua Chu Toàn đã thống kê toàn bộ số lượng đơn đặt hàng mới, nói lớn không lớn nhưng nhỏ cũng không nhỏ. Trong phân xưởng sản xuất bồn cầu có tổng cộng 5 dây chuyền sản xuất, 4 dây chuyền hiện đang hoạt động, với lượng đơn đặt hàng hiện tại, cô đang phân vân muốn dừng một dây chuyền lại bởi vì sắp đến vụ thu hoạch một số công nhân sẽ xin nghỉ để thu hoạch bắp sau đó lại đến thời điểm gieo lúa mì nếu bây giờ dừng một dây chuyền lại có thể sắp xếp cho nhóm công nhân thay phiên nhau nghỉ thứ hai dừng một dây chuyền có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí đây là điều vẹn cả đôi đường lúc cô và chu toàn đang kiểm tra phân xưởng thì nhìn thấy bạn học của mình trên dây chuyền sản xuất sau khi ra ngoài cô đã dặn dò chủ nhiệm phân xưởng là nếu nữ công nhân đó có việc riêng thì có thể trực tiếp phê duyệt không cần để tổ trưởng truyền đạt chủ nhiệm phân xưởng lập tức hiểu rằng nhân viên mới này có người chống lưng sau này không thể làm khó làm dễ được chu toàn tò mò hỏi cô đó là người quen của con à trong nhà cô ấy có một đứa trẻ bị bệnh phỏng chừng sẽ có rất nhiều việc riêng nên con muốn tổ trưởng quan tâm cô ấy một chút lương tỷ nói trách không được chu toàn vốn đang thắc mắc bởi vì trong số công nhân hầu như không có người nào trẻ cả càng không nói đến phụ nữ trẻ các công nhân nam và nữ trong nhà xưởng đều thường ở độ tuổi ba mươi mấy bốn mươi trở lên chu toàn thổn thức đều là người làm cha làm mẹ nhưng người mẹ quả thật mạnh mẽ chấp nhận hy sinh nhiều hơn so với người cha bất chấp mọi thứ chỉ thấy ca tụng sự vĩ đại của người mẹ chưa từng thấy nhắc đến người cha cậu nghĩ cái ngày tết cha cũng chỉ cho có mà thôi Lương Tị không nghĩ như vậy, không phải mẹ vĩ đại, mà là tình yêu của mẹ vĩ đại. Sai một ly đi một dặm, nếu không, cô nhi viện đã không có nhiều trẻ em bị bỏ rơi như vậy. Phải không cậu? Chu Toàn muốn vả miệng mình ghê nơi, chỉ biết nói bậy nói bạ. Cậu bèn chuyển chủ đề, nói phụ nữ bây giờ không giống lúc trước nữa, đều rất vĩ đại, ngày càng có nhiều phụ nữ mạnh mẽ như cô và Lương Minh Nguyệt. Lương Tị lại nghĩ khác, cậu, kẻ mạnh cũng không phải được phân theo địa vị xã hội con và chị con chỉ được coi là phụ nữ thành đạt còn nữ công nhân vừa rồi mới là người mạnh mẽ có rất nhiều phụ nữ bình thường ấy ông lý chu toàn giơ tay lên gọi một công nhân trong khu vực nhà xưởng tôi tìm ông có việc này lương tị cho rằng cô bạn học của mình mới chính là người thật sự mạnh mẽ có con bị bại não chồng và nhà chồng cô ấy đã từ bỏ chỉ có cô ấy là vẫn kiên quyết điều trị lương minh nguyệt gặp cô vào bữa trưa và hỏi về việc dừng dây chuyền sản xuất lương tị đã phân tích với chị lý do tại sao nên dừng dây chuyền người quản lý kho báo tổng số hàng tồn kho và trạng thái đơn hàng hiện tại đơn hàng nào khẩn cấp và đơn đặt hàng nào có thể bị trì hoãn từ đó mà giải quyết hơn nữa sau khi xem xét toàn diện hiện tại là thời điểm thích hợp nhất để dừng một dây chuyền lương minh nguyệt nghe xong thì gật đầu nói sau này những công việc trong nhà mấy cô có thể tự quyết định. Nói xong, đang định nói chuyện riêng thì có điện thoại nên đã rời đi. Chàng vạn tối tan làm, chu Toàn thay một bộ quần áo tương tất đang định ra ngoài thì Lương Tị tò mò gọi cậu lại, chu Toàn nói có hẹn với Phi Phi, đưa con bé đi xem nhà. Nếu suôn sẻ, cậu muốn làm thủ tục càng sớm càng tốt. Dạ, vậy cậu đi đi. Lương Tị nói. chu Toàn định đi, lại quay đầu hỏi, Buổi tối muốn ăn gì không? Cậu mang về cho con. Không cần đâu cậu. Lương Tỷ lắc đầu. Vậy được, buổi tối cậu về trực cho con. Nói xong, cậu vút mái tóc bóng loáng đầy keo của mình, hỏi, cậu mặc thế này được không? Dạ, rất có phong cách. Lương Tỷ nhìn túi đồ nặng trịch trong tay cậu, cậu xách cái gì vậy? Trái cây khô con mang từ Tân Cương về đó. Chu Toàn đưa túi ra cho cô xem một mình cậu ăn không hết, để Phi Phi chia cho đồng nghiệp. Lương Tị gật đầu, dục cậu, cậu đi nhanh đi, coi chừng muộn đó. Con bé nói buổi tối sẽ có huấn luyện kỹ năng, ước chừng 8-9 giờ mới tan làm. Lương Tị nhìn đồng hồ, mới có 6 giờ, cậu đi sớm như vậy. Cậu đến đó trước ngồi ở lối vào khu dân cư. Nghe nói khu vực này hơi vắng vẻ. Cậu lo Phi Phi tan làm muộn đi đến đó không an toàn. Bên kia hiện tại có chút yên tĩnh, nhưng sang năm tòa án cùng hội trường hành chính sẽ chuyển đến nơi đó. Lương Tỷ nói. Cậu đến đó xem trước, dù sao cũng rảnh rỗi. Chu Toàn nói rồi lái xe đi. Lương Tỷ nhìn chiếc xe rời đi rồi quay trở lại tòa nhà văn phòng. Tối nay đến lượt cô trực, cần ở lại nhà máy cả đêm. Do lò nung trong xưởng đốt 24, 24 giờ, công nhân làm việc 3 ca, Dây chuyền sản xuất không thể ngừng nên ban quản lý phải trực đêm để xử lý khi có sự cố. Bữa tối cô đến nhà ăn ăn cơm, quả thực như Lương Minh Nguyệt đã nói, càng cải cách thì đồ ăn càng tệ. Một suất cơm chỉ có chút xíu thịt. Nhưng cũng may là có nhiều món nên công nhân không có gì bất mãn. Hơn 8 giờ tối, Lương Minh Nguyệt gọi cho cô, lúc thì hỏi cách làm mì xào, lúc thì hỏi cách làm mì tương. Đều là món đòi hỏi kỹ thuật tay nghề cao chắc là làm hỏng rồi, vì nửa tiếng sau chị lại gọi video hỏi cách làm mì trứng cà chua đơn giản nhất. Lúc này Lương Tị đang ngồi trên chiếc ghế văn phòng thoải mái và sang trọng, một tay gãi gãi móng tay, nhàn nhạt nói, à, mì trứng á hả, rất đơn giản. Mà thôi, chị gọi đồ ăn giao đến nhà đi. Thôi thôi, để em dạy cho chị cách làm. Mua có một phần người ta ngại giao lắm. Lương Tị nói trong video, đầu tiên, đập trứng cho vào tô rồi dùng đũa đánh đều chúng theo một hướng, sau đó đổ một ít nước vào, tiếp tục quấy thật mạnh. Sau đó chần cà chua qua nước sôi, bóc vỏ, cắt miếng nhỏ. Rồi bắt chảo lên bếp, đợi chảo nóng thì đổ dầu vào chảo, dầu nóng 5 phần thì cho trứng vào, xèo xèo xèo. Lời còn chưa dứt, video đã bị Lương Minh Nguyệt tắt mất rồi. Lương tị biểu môi, chị giỏi thì tự nấu đi. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn gửi cho chị một tin nhắn hướng dẫn chỉ cách chiên trứng sao cho thật bông và ngon. gửi xong cô cũng thấy đói bụng nên ra khỏi tòa nhà văn phòng, hít thở không khí mát mẻ, bước ra khỏi khu vực nhà xưởng, đến quán ăn trong thị trấn ăn một tô bún. trên đường đi ngang qua hai mẹ con móc lấy cánh tay nhau trò chuyện rất thân mật. cô con gái làm nũng nói muốn mua chiếc điện thoại di động mới nhất của Apple. người mẹ chỉ chiêu dạy cô con gái cách xin tiền ba. lương tỵ cảm thấy buồn cười chậm rãi đi theo phía sau lắng nghe cuộc trò chuyện của họ vô tình đi theo đến chợ đêm mới nhận ra mình đã đi chệch hướng cô xoay người định quay về hướng cũ tình cờ nhìn thấy lý thiên thủy đang ngồi ở một quán ven đường ăn thịt nướng với bạn bè hai người nhìn nhau thấy anh chuẩn bị đứng dậy lương tị xua tay ý bảo anh cùng bạn bè tiếp tục ăn ngày hôm qua hai người đã có thỏa thuận ba ngày mới gặp mặt một lần lương tị là người nghĩ ra ý kiến này thứ nhất mỗi người đều bận rộn với công việc của mình đặc biệt là lý thiên thủy mỗi tối gặp nhau trong thành phố sẽ rất mệt mỏi thứ hai xuất phát từ suy nghĩ và kinh nghiệm của cô cô cũng không thể không biết xấu hổ mà nói rõ ra rằng cô sợ mỗi ngày đều dính lấy nhau sẽ dễ chán tần suất ba ngày mới gặp mặt một lần như vậy rất vừa phải và ba ngày sau gặp lại chắc hẳn họ đã tích trữ được rất nhiều lời nói cảm xúc tràn đầy cô biết rất rõ rằng tình yêu có thời hạn sử dụng cô đi về phía trước vài bước thì quay đầu lại lý thiên thủy vừa trò chuyện với bạn bè vừa chăm chú nhìn cô đợi khi đến quán ăn nhanh và ngồi xuống trong lòng cô cảm thấy thật ngọt ngào nhất là khi hai người chỉ cần nhìn vào mắt là có thể hiểu ý của nhau khiến cô vô cùng cảm động mới vừa rồi tâm tình của cô đặc biệt không tốt cũng không giải thích được vì sao chỉ là thấy rất buồn bực nhưng khi vô tình nhìn thấy lý thiên thủy đang ngồi ăn ở đó tâm trạng tồi tệ của cô lập tức dịu đi thấy an tâm và ấm áp hơn rất nhiều. Anh ấy là người yêu mình và là người mình yêu, thật may mắn biết bao. Bởi vì đã trực đêm, ngày hôm sau đương nhiên là cô không cần phải đi làm, buổi sáng 10 giờ về đến nhà, cô ngủ một mạch đến 5-6 giờ chiều mới dậy. Chính ba lương đã lên lầu đánh thức cô, nói lúc mặt trời lặn không thể ngủ, linh hồn dễ dàng bị kìm hãm, nói không chừng cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cô hỏi bị cái gì kìm hãm, ba lương cũng không thể giải thích được chỉ biết khi ông còn nhỏ thì đã vậy rồi chỉ cần mặt trời sắp lặn người nhà sẽ tuyệt đối không cho ông ngủ đi xuống lầu mẹ lương đỡ eo mình từ trong phòng ngủ đi ra hỏi cô tối hôm qua chu toàn lại say rượu ở nhà máy a à. chu toàn không giỏi uống rượu chỉ cần uống rượu vào là cậu sẽ biến thành trò hề sáng hôm qua cậu được tài xế đưa về nhà máy xuống xe ông ấy đi về phía tòa nhà văn phòng nôn mửa rồi khuỵu một chân i i a a hát tuôn hát cái gì nhỉ? Hát kinh kịch Hà Nam, một quế anh nắm giữ ấn soái Lương Tị không thể kéo cậu lên được, chỉ có thể gọi hai nhân viên bảo vệ đưa ông ấy trở lại ký túc xá. Ngay cả khi về ký túc xá cậu cũng chưa chịu yên, ồn ào đến mức công nhân làm xong ca đêm không thể ngủ ngon. Mẹ Lương nghe được tin từ sáng sớm, Lương Minh Nguyệt đã cố tình gọi cho bà. Chu Toàn từ nhỏ đã sợ bà, bình thường gọi cho cậu 10 cuộc, nhưng ông ấy chỉ trả lời 4 cuộc sáu cuộc còn lại đều giả câm giả điếc mẹ lương dùng điện thoại của lương tị gọi cho chu toàn nhưng cậu dường như có thiên lý nhãn không bắt máy ba lương cắt ngang nói lâu rồi ông không ăn thịt cừu nướng muốn lương tị đi mua một phần về cho ông lương tị lái xe đi mua trong bếp vì nấu ăn đang nấu súp nói hai vợ chồng và bọn họ thật may mắn khi có được một cô con gái hiếu thảo như vậy rồi lại nói đến chuyện của người trong khu phố của bà ấy, sinh được bốn người con trai, đến già không đứa con nào chịu chăm sóc, đùng đẩy cho nhau. Cuối cùng, họ hoàn toàn không thể tự chăm sóc cho bản thân nên bị các con trai gửi vào viện dưỡng lão, khi chết cơ thể đầy lỗ chỗ và lở loét, không có miếng thịt nào lành. Rồi bà ấy kể về mình, nói là mẹ chồng bà ấy đã 94 tuổi, sức khỏe tốt, ăn uống ngon miệng. Thỉnh thoảng còn có thể giúp chăm sóc cháu trai. Nói trong nhà có một người già như vậy là điều may mắn, không gây phiền cho con cháu. Nhà nghèo mà có một người già bệnh lâu ngày thì cả nhà coi như tan nát. Mẹ Lương nghe không nổi nữa, quay đầu đi vào phòng ngủ. Về đến phòng, bà nhỏ giọng phàn nàn, nói dù có thế nào thì bà cũng không muốn người này đến nấu ăn nữa. Người khác thuê người giúp việc là để phục vụ mình, còn họ thì bỏ tiền thuê người về để chút lấy bực mình. Ba Lương cũng không thích người nấu ăn này quá nhiều chuyện nhưng cũng không có cách nào nữa cả ở thành phố nhỏ không có nhiều người chuyên nấu đồ ăn dinh dưỡng ông đã nhờ đồng nghiệp dò hỏi mấy ngày mà không có ai vì nấu ăn ở bên ngoài vẫn vô tư không nhận ra lấy từ trong dĩa trái cây một quả quýt to lột ra ăn sau khi nấu ăn xong bà ấy tháo tạp về phủi phủi chiếc váy hoa nhỏ chỉnh lại mái tóc mới uống xách chiếc túi nhỏ lái xe điện mini đi về phía bên kia lương tị mua thịt cừu nướng xong Tiện đường cô ghé qua sân vận động của mua tôm hùm đất. Sắp hết mùa rồi mà cô lại thèm ăn cây. Thật sự quá khéo, không chỉ gặp Lý Thiên Thủy mà còn gặp được cả tưởng kinh. Mấy anh em bọn họ đang ngồi bên ngoài ăn gà hầm. Lương Tị quay người định tránh mặt, cũng không biết bị người nào đó đang liên tục nói mấy câu thô tục như Chết tiệt, trông thấy, hét lên, ơ kìa, chị tư. Lương Tị giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi người nọ nhất quyết đuổi theo kéo cánh tay của cô chị tư anh ăn ở đây à lương tị giả vờ kinh ngạc đi qua đây ngồi đang tìm chị có chút việc này người này đưa cô đến bàn ăn lập tức có người biết điều nhường chỗ ngồi bên cạnh tưởng kình cho cô đưa đầu cũng hứng một dao rụt đầu cũng hứng một dao thôi thì dứt khoát ngồi xuống tùy theo tình thế mà tìm lý do thoát thân đối diện với cô là lý thiên thủy anh không nhìn cô cầm ly trà lên uống. Tưởng kinh thay đổi không còn lỗ mãn như trước, anh ấy dọn chén cho cô, thêm trà và gọi ông chủ cho một nồi gà khác. Không cần, không cần, em còn có việc phải làm. Lương tỷ từ chối. Đang giờ cơm mà, bận chuyện gì chứ? Người cùng bàn lên tiếng. Ông chủ đến dọn nồi gà hầm mà họ đang ăn, đặt nồi mới lên bàn. Tưởng kinh nói với ông chủ, dán một vòng bánh bột bắp khác đi lương tị nhìn lý thiên thủy cúi đầu uống trà tình hình đã mất kiểm soát tưởng kinh dập điếu thuốc trong tay cũng không chủ động bắt chuyện với cô chỉ im lặng nhìn bàn ăn người trong bàn thấy bầu không khí không đúng liền có người đứng ra khuấy động bầu không khí rót rượu cho lương tị lương tị thẳng thắn lắc đầu kiên quyết không uống nói đã cai đối phương ồn ào cai cái gì mà cai ai mà không biết phong thái của chị tư năm đó cô không chớp mắt uống ba ly rượu trắng thay cho anh tưởng. Lương tị sụ mặt, nói không uống thì sẽ không uống. Tưởng kình định uống thay cô, nhưng Lý Thiên Thủy lại đoạt trước, anh đưa tay cầm lấy rượu, uống cạn. Lúc này có người phản đối, anh uống thì sao tính được? Rượu này kính chị Tư mà. Cũng vậy cả thôi. Lý Thiên Thủy lớn tiếng trả lời. Dứt lời, cả bàn đều yên tĩnh lại tưởng kinh quay sang nhìn lý thiên thủy nói với lương tị đi mua một gói thuốc lá cho anh đi được thôi lương tị đứng dậy rời khỏi bàn cô không quan tâm đến những chuyện sau đó nữa cô giao mọi thứ cho lý thiên thủy mang món thịt cừu nướng về nhà buổi tối tắm cho mẹ lương xong cô đi ra sân sau gọi điện cho lý thiên thủy hỏi anh đang ở đâu giọng điệu của anh vẫn như thường lệ nói mình đã về đến nhà đang nấu nước ngâm chân cho mẹ lý lương tỵ ừ không nói gì nữa đừng lo lắng anh đã nói rõ ràng rồi lý thiên thủy an ủi cô lương tỵ không thể không lo lắng có hàng ngàn lựa chọn nhưng lại chọn ngay thời điểm tồi tệ nhất những người trong bàn kia đều lớn lên cùng nhau bình thường gặp chuyện đều cố gắng hết sức để giúp đỡ nhau chim cùng đàn người chia thành nhóm những người này xuất thân giống nhau luôn chơi chung từ trước đến giờ lý thiên thủy là do tưởng kình cố ý đưa vào nhóm mới vài năm những người như họ có sự kiêu ngạo của mình họ sẽ không bao giờ chạm vào bạn gái của anh em kể cả có là bạn gái cũ hành vi này rất phản cảm sau khi cúp điện thoại cô nhận được điện thoại của tưởng kình anh ấy hỏi thẳng cô chuyện xảy ra khi nào tháng trước khi ở tân cương lương tỷ nói hết đàn ông rồi à đầu bên kia điện thoại hỏi có, nhưng không thích. Bên kia không nói một lời nào, trực tiếp cúp máy. Chương 52, C52, Đích Thị là kẻ già đời. Một giờ sáng, Lương Tị lái xe đến nhà của Lý Thiên Thủy. Mặc dù cô biết rằng tưởng kinh trọng sĩ diện, sẽ không làm gì cả, nhưng nếu không đến gặp anh thì cô sẽ luôn thấy bất an. Lý Thiên Thủy nhận cuộc gọi, đi xuống mở cửa, hai người đứng đó trò chuyện vài phút lương tị cảm thấy đã đến lúc nên về cô nói em chỉ muốn đến gặp anh một chút thôi không sao đâu ừ vậy em về đây lý thiên thủy đứng che bóng nhìn cô gật đầu lương tị đưa tay lên vuốt mặt anh anh áp mặt vào lòng bàn tay cô lòng lương tị mềm đi mỉm cười với anh lý thiên thủy hôn lòng bàn tay cô sau đó hôn cổ tay cô lương tị xoa mặt anh nhẹ nhàng ôm anh vỗ về Lý Thiên Thủy nhẹ nhàng gọi tên cô, "Lương Tị." "Ừ, em đây." Lương Tị nhẹ giọng nói, "Em luôn ở đây." Lý Thiên Thủy mỉm cười, "Anh biết." Lương Tị nhìn anh, "Chúng ta ngay thẳng, không làm điều gì có lỗi với bất kỳ ai." Lý Thiên Thủy lại nhìn cô, "Ừ, anh chưa bao giờ hối hận." Lương Tị gật đầu, tim đập thình thịch hỏi anh, "Có cần em đi lên với anh không?" Lý Thiên Thủy hít một hơi thật sâu, trả lời, "Cần." nếu nó thuận tiện cho em. Em tiện mà. Lương Tị không ngại ngùng gì nói. Lý Thiên Thủy dẫn cô lên lầu, Lương Tị nắm lấy bàn tay đẫm mồ hôi của anh, gọi nhỏ, Lý Thiên Thủy. Ừ, anh đây. Lý Thiên Thủy quay đầu lại nhìn cô. Em muốn cùng anh. Lương Tị bạo dạng mà cùng giả nói, làm tình. Lý Thiên Thủy sợ chết khiếp, đưa tay bịt miệng cô lại, giọng cô thật sự rất lớn. Lương Tị rất hoang uổng, cô biết mẹ Lý đang ở nhà, vì vậy giọng nói của cô rất nhỏ. Nhưng cô không biết rằng giọng nói nhỏ này của mình khi vào tai Lý Thiên Thủy lại cứ như vang vọng, anh sợ đến mức không dám động đậy. Lương Tị dường như đã hiểu, rút tay che miệng mình ra, ranh mảnh nói, Lý Thiên Thủy, em muốn làm tình với anh. Xuyệt. Tay của Lý Thiên Thủy đang rung lên. Em muốn làm tình với anh giọng nói đinh tai nhức ốc của Lương Tị vang lên trong tâm trí anh. Lý Thiên Thủy che miệng cô lại, cơ thể cứng ngắc dựa vào tường cầu thang, thở dồn dập. Lương Tị thấy anh hờ hững như vậy, nhìn vào mắt anh, không nói gì nữa. Đêm nay không có trăng sao, bầu trời đêm u ám. Có lẽ có trăng, nhưng Lương Tị không quan tâm đến nó, cô chỉ nhìn chầm chầm vào người trước mặt. Cô muốn anh được sung sướng, được chìm đắm trong nhụ, xê dục tột độ mà cô mang lại cho anh bóng tối khiến con người thêm can đảm. Cô nhìn vào mắt anh, nhẹ nhàng nói, em muốn làm một chuyện không biết xấu hổ cho anh. Nói xong cô cũng bật cười, chuyện không biết xấu hổ gì chứ. Không cần. Lý Thiên Thủy từ chối một cách yếu ớt. Hả, thật sự không cần sao? Lương Tị ghé sát vào người anh hỏi. Lý Thiên Thủy chống tường chuẩn bị quay trở lại phòng, chúng ta vào phòng. Trong phòng không ký, cờ hờ thích lý thiên thủy không dám nói lời nào nữa cũng không dám nhìn cô lương tị khăng khăng yêu cầu anh trả lời ép hỏi anh thật không cần à em lên đây để làm tình với anh nếu anh không cần thì em về nhé nói xong cô làm bộ rời đi lý thiên thủy nắm chặt tay cô vội vàng nói anh cần cần cái gì lương tị nhìn anh lý thiên thủy nhìn vào mắt cô nói những gì mình nghĩ cần em làm những điều không biết xấu hổ cho anh. Nói xong, mặt anh đỏ như tôm. Anh chưa bao giờ nói những lời bậy bạ như vậy. Anh nghe thấy lương tỵ ở gần bên tai anh nói, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho anh. Anh đáp lại cô theo bản năng, anh cũng vậy. Anh cũng sẽ làm bất cứ điều gì vì em. Vậy thì nói với em, lương tỵ, anh muốn làm tình với em. Lương tỵ dạy anh từng chữ một. Lý Thiên Thủy ghé sát vào tai cô thì thầm. Lương Tị, anh muốn làm tình với em. Vừa dứt lời, anh cảm thấy khóa kéo bị kéo xuống, da thịt anh bị lột ra từng lớp, anh hoàn toàn hiện ra trước mặt cô một cách không phòng bị, kinh hoàng và không biết liêm sỉ. Lương Tị ra khỏi nhà anh lúc 5 giờ sáng, lặng lẽ quay trở lại nhà máy. Trong nhà máy có phòng nghỉ của cô, được sử dụng cho những hôm trực đêm hoặc nghỉ trưa. Cô đặt đồng hồ báo thức, tắm rửa qua loa rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi. 8 giờ 40 phút đồng hồ báo thức trang, cả người cô đau nhức và mệt mỏi, cố gắng đứng dậy đi tắm nước nóng một lần nữa. Sau khi tắm xong, trí nhớ của cô dần hồi phục, cô nằm trên giường lăn qua lăn lại. Đêm qua cô đã nói cái gì vậy? Cũng đã làm những gì? Ôi trời ơi, làm cho cô mất trí nhớ đi, không thì để Lý Thiên Thủy mất trí nhớ cũng được. Cô ngồi dậy, cảm thấy hình tượng ngây thơ trong sáng của mình đã hoàn toàn sụp đổ rồi cô trăm phương ngàn kế mất rất lâu mới tạo dựng được em muốn làm tình với anh không còn nghi ngờ gì nữa rõ ràng là quá già đời cô ngồi im lặng nghĩ cách cứu vớt hình tượng sau đó nhận được điện thoại của ba lương nói sáng sớm không thấy cô điện thoại liên lạc không được cô đã đi đâu lương tị nói dối nói trong xưởng có việc nên cô đến nhà máy sớm trước khi đi ngủ cô đã gửi tin nhắn cho lương minh nguyệt dặn chị dậy thì ra ngoài mua chút đồ ăn sáng sau khi giải thích rõ ràng những thứ có thể và không thể mua cô mới chuyển điện thoại sang chế độ máy bay ba lương nói cô không cần phải lo lắng chuyện ở nhà minh nguyệt đã nhờ shipper mua bữa sáng về rồi tàu hũ non và bánh bao rất ngon lương tị choáng váng shipper cô gọi điện cho lương minh nguyệt hỏi chị có phải không có thời gian để mua bữa sáng không lương minh nguyệt nói chị không rảnh Thời gian của chị rất quý giá. Chị sẽ không bao giờ lãng phí 10 tệ tiền xăng chỉ để mua một bữa ăn 8 tệ. Và một lần nữa, chị nói với cô rằng sức người có hạn, đừng lãng phí chúng vào những thứ vụn vặt. Đừng keo kiệt với những thứ có thể giải quyết bằng tiền. Chị coi thường việc Lương tỷ chỉ đi chợ thôi mà cũng phải mất nửa tiếng. Lương tỷ nói không lại chị, không nói nên lời. Đầu tiên cô bấm giờ công, sau đó đi một vòng phân xưởng và nhà kho thấy mọi thứ đều ổn thỏa cô mượn chiếc xe điện của chu toàn chạy ra ngoài tìm đồ ăn sáng cô đói muốn chết luôn rồi ngay khi bánh xe rời khỏi nhà máy cô thắng gấp suy nghĩ rồi quay trở về lương minh nguyệt không cho cô chạy xe đạp điện cà tàn vòng quanh thị trấn nói sẽ ảnh hưởng đến hình tượng cô cũng nghĩ như vậy dù sao cô cũng là người mới nổi trong ngành là sếp nhỏ của nhà máy đi xe điện cà tàn thế này không tốt Lương Minh Nguyệt duy trì hình ảnh của mình rất tốt, 7 năm qua đi đâu chị cũng dùng chiếc pha tông, gặp mọi người thì sẽ hạ kính xe xuống gật đầu chào. Chị không mua ô tô mới mà chỉ lái chiếc pha tông cũ, nói là nó đại biểu cho hình tượng một doanh nhân chín chắn và uy tín. Nếu xe điện cà tàng làm hỏng hình tượng, vậy thì cô đi mượn xe đẹp là được chứ gì? Cô mượn một chiếc xe điện nhỏ, mới, màu trắng kem từ tòa nhà văn phòng. Nó là xe của một nữ kế toán, còn gắn một tấm che nắng màu hồng. Trên đường đi mua bữa sáng, cô chợt nhớ đến chiếc xe đạp thăng bằng đã bị mình ném mấy ngày nay trong khu biệt thự. Nhà máy cách chợ 2 km, xe điện chạy chỉ mất 3 đến 5 phút. Cô mua một phần bánh bao nước chiên và một tô cháo bát bảo, mang về nhà ăn của nhà máy để ăn. Nhà ăn chỉ phục vụ bữa sáng đến 8 giờ 30 phút, đến muộn sẽ không còn. Lúc đang ăn, cô nhận được cuộc gọi của Lương Minh Nguyệt, nói đã thấy cô đi xe điện mua bánh bao nước chiên, mua xong còn dừng bên đường mở túi bóc ra ăn. Không có một chút hình tượng nào cả. Lương Tị cười hỏi chị đến nhà mấy rồi à? Lương Minh Nguyệt nói chị phải đến tòa nhà chính quyền để bàn chút chuyện. Sau khi ăn xong cô ra khỏi nhà ăn, đang định quay lại tòa nhà văn phòng thì thấy Lý Thiên Thủy đang ngồi sổng trước khu trồng cây xanh trò chuyện với ai đó. Đất trong khu trồng cây xanh vừa mới được xới lên, người làm vườn cũng không phải người làm vườn là công nhân bị bệnh bụi phổi đang bón phân cho đất định trồng hoa hồng cô nhớ là hai ngày trước người công nhân này đã đến gặp và đề nghị cô sửa lại khu trồng cây xanh sau đó trồng một số hoa hồng cô không hề suy nghĩ mà đồng ý luôn trồng hoa hồng trang trí cũng rất đẹp cô không những không dừng lại mà còn xoay người định đi đường vòng trở lại tòa nhà văn phòng nhưng mới đi được mấy bước thì đã bị người gọi lại lý thiên thủy ho khan một tiếng Chào hỏi, Lương Tỷ. Lương Tỷ quay lại, "Ý, sao anh lại ở đây?" Lý Thiên Thủy chỉ vào tòa nhà văn phòng, "Đang đợi chị của em. Vẫn là về chuyện đất đai trong thành phố." "À." Lương Tỷ gãi gãi mi mắt, "Chị em đang ở tòa nhà chính quyền thị trấn." "Anh biết." Lý Thiên Thủy gật đầu nhìn cô, "Chị em kêu anh ở chỗ này chờ chị ấy." "À." Lương Tỷ không nhìn anh, hỏi Đông hỏi tây anh ngồi ở đây làm gì anh đang học kỹ thuật trồng hoa từ chú hoàng sau này làm một khu vườn nhỏ ở nhà lý thiên thủy nhìn cô chăm chú mặt lương tị càng lúc càng đỏ trong đầu hiện lên cảnh tượng không biết xấu hổ tối hôm qua hoảng quá cô hít sâu một hơi hai tay chống nạnh vậy anh bận đi em phải trở lại làm việc đây không ngờ anh lại trả lời một câu anh đã xong rồi lương tị nhìn vào mặt trời nhưng cô đâu thể nhìn thẳng vào nó được. Sau đó cô tự cho là thông minh len lén nhìn anh, phát hiện anh đang nhìn mình chầm chầm, nhất thời lúng cuống. em đi làm đây. Nói xong thì mặc kệ anh, duy trì phong thái của mình đi về tòa nhà văn phòng. Lý Thiên Thủy vỗ vai chú Hoàng nói sẽ tìm chú sau. Rồi anh cất bước đuổi theo vào tòa nhà văn phòng. Tìm được văn phòng của Lương Tị, anh nhẹ nhàng mở cửa, mặt dậy nói, anh hơi khát nước, muốn xin một tách trà. Lương tị nghĩ, không thể đẩy anh ra ngoài như vậy được nhỉ. Nghĩ nghĩ, cô nghiêng người đến bên bàn pha trà cho anh. Lý Thiên Thủy đứng ở một bên, nhìn cô đun nước, rửa tách, rót trà, pha từng bước một. Cảm xúc dân trào dần lắng xuống, anh ngồi xuống thay lương tị pha trà. Anh làm rất bài bản, rót trà đưa cho lương tị, nếm thử xem. Lương tị nhận lấy uống một ngụm nhỏ. Lý Thiên Thủy nhìn cô uống, đột nhiên cười thành tiếng cười mốc xì. Lương tỷ xấu hổ nói. Em thẹn thùng gì chứ? Lý Thiên Thủy nhẹ nhàng nói, anh rất hạnh phúc. Anh chưa bao giờ phóng túng và buông thả bản thân mình như vậy. Lương tỷ đỏ mặt, không hề lên tiếng. Lý Thiên Thủy nắm lấy tay cô, vuốt thẳng đặt lên đùi mình, dựa lưng vào ghế sofa nói, anh trước kia quá cứng nhắc. Khoảng thời gian cố gắng làm một người con, một người anh và một người đàn ông tốt, anh đều không hề cảm thấy áp lực bởi vì nó đã thành thói quen từ khi còn nhỏ ba anh luôn nói anh là con trai cả và là anh trai phải có trách nhiệm trên vai nói đến đây anh ngừng nói và quay đầu lại nhìn lương tỵ em luôn có cách khiến anh hoàn toàn thư giãn để anh gác lại hết những vai trò này được là chính mình ôi trời những lời này không phải nên từ miệng phụ nữ thốt ra sao đúng không lương tỵ treo anh Lý Thiên Thủy cười xoay mặt đi, không để ý đến cô. Em cũng dần nhận ra điều đó. Chỉ sau khi em thật sự chấp nhận bản thân và làm tốt bản thân mình, em mới có thể làm tốt các vai trò khác. Lương Tỷ nói, kể cả đàn ông lẫn đàn bà, nếu như ngay cả bản thân mình cũng thấy mình không tốt thì làm sao có thể làm vợ chồng tốt, cha mẹ tốt được. Với niềm vui vô cớ, cô kéo cánh tay của Lý Thiên Thủy, cắn vào cổ tay anh. Lý Thiên Thủy nói cô là chó kéo cổ áo của mình ra cho cô xem trên vai đều là những dấu răng lương tị cười không ngừng nói mình cũng không biết tại sao ở bên anh cô luôn cảm thấy ngứa răng sao em không tự cắn mình đi lý thiên thủy hỏi lại ha ha tự cắn mình sẽ đau em cũng không thật đó lý thiên thủy nhéo mặt cô lương tị nhìn quần tây trên đùi anh em có thể ngồi trên đùi anh không không được lát nữa còn phải bàn chuyện với chị em Lý Thiên Thủy đứng dậy, nói một cách đầy ẩn ý, em ngồi không yên, cứ cọ qua cọ lại trên người anh. Stop. Lương Tị nghe được ý tứ sâu xa, không để ý tới anh nữa. Quần áo anh vừa ủi xong, nhằn nhúm sẽ không đẹp. Lý Thiên Thủy cố ý nói thêm. Đồ đáng ghét. Lương Tị cũng đứng đó nói chuyện phím với anh. Hai người đứng đối diện nhau, cách nhau một mét. Lương Tị đưa tay chỉnh quần áo của anh, được rồi, trước mặt chị em cố gắng thể hiện cho thật tốt nhé. Ừ. Lý Thiên Thủy gật đầu. Để sau này chị giúp chúng mình thuyết phục ba mẹ. Ừ. Lý Thiên Thủy trả lời. Lương Tị do dự một lúc, hỏi anh, em có thể thương lượng với anh một chuyện không? Được, em nói đi. Hai ngày trước không phải mời anh tới nhà của em, giúp em đo phòng, để trải thảm sao? Từng. Có lẽ không đi được nữa lương tị cũng không giải thích gì nhiều không sao có cơ hội anh lại đi lý thiên thủy cười cô anh còn tưởng là chuyện gì nữa chứ lương tị nhìn xuống mũi giày không nói gì lý thiên thủy nghiêng người nhìn cô dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt lăn dài trên sóng mũi cô an ủi nói thật sự không sao mà lương tị quay lưng lại lau nước mắt sau đó nhìn anh em sẽ đưa anh đến văn phòng của chị em đợi không vội lý thiên thủy hướng cô vương cánh tay ông một cái nào em không sao rồi lương tỵ xấu hổ lý thiên thủy ông lấy cô từ nay về sau muốn khóc bao nhiêu cũng đừng nhịn biết không ừ lương tỵ gật đầu cái này gọi là giải tỏa cảm xúc một cách hợp lý lý thiên thủy nói với cô sau này chúng ta có một cô con gái anh sẽ chăm sóc và cho phép con có những cảm xúc nhỏ bình thường khóc không có nghĩa là yếu đuối và không khóc cũng không có nghĩa là dũng cảm không sao em chỉ thích khóc trước mặt anh thôi lương tị thở ra một hơi chớp chớp mắt cố nén nước mắt ở nhà máy khóc không tốt sẽ bị người ta bắt gặp rồi đàm tiếu lý thiên thủy ông cô không sao đâu lương tị cười trong nước mắt em đưa anh đến văn phòng của chị em ừ lý thiên thủy tìm lương minh nguyệt để nói về chuyện đất đai trong thành phố anh đã thông qua lý thiên vân hẹn gặp người bạn này họ sẽ đi uống trà vào thứ tư tới. Lương Minh Nguyệt đồng ý, dặn trợ lý sắp xếp thời gian. Sau đó hai người trò chuyện về quyền sở hữu và diện tích mảnh đất. Sau nửa tiếng khi Lý Thiên Thủy rời đi, Lương Tị chạy đến và bắt đầu nói tốt cho Lý Thiên Thủy. Lương Minh Nguyệt bận muốn chết, nào có ở không mà nghe cô nói gì? Lương Tị nói mà miệng khô môi khô, cô cho rằng chị đã nghe thấy hết rồi, sau đó dậm chân bỏ chạy như một bé học sinh. Lúc từ tòa nhà văn phòng đi ra, cô nhìn cây liễu lớn bên kia đường, nhớ tới chuyện mình đã đá nó, liền duỗi tay ông lấy nó. Đầu tiên là ăn năn nói, liễu ơi, chị xin lỗi, lần trước chị không nên đá cưng. Sau đó là khen ngợi, cưng thật tuyệt vời. Thật khỏe. Chương 53, C53, con người vốn yếu đuối. Buổi tối Lương Minh Nguyệt Trực, Lương Tị Tan làm muộn, cố ý đến nhà ăn nấu súp cho chị làm bữa khuya lương minh nguyệt rất coi trọng công việc của mình trực đêm là trực đêm cứ hai tiếng là chị sẽ đến phân xưởng để quan sát một lần về cơ bản là cả đêm không ngủ lương tị trực đến nửa đêm thì cũng bình thường nhưng chỉ cần qua hai giờ sáng là cô sẽ ngủ gà ngủ gật trên ghế văn phòng mà chủ nhiệm xưởng cũng không muốn thấy cô đến xưởng cô không đến xưởng thì không sao chỉ cần cô đến sẽ có công nhân tìm cô đòi công lý hoặc nói với cô là tiền phạt cho việc mình đến muộn không hợp lý, hoặc họ muốn nghỉ một ngày nhưng chủ nhiệm xưởng giả vờ không nghe, không cho nghỉ. Toàn là những chuyện vặt vảnh cả. Hầu hết các công nhân đều là người quen trong thị trấn, có thể coi như là bậc cô dì chú bác, chỉ cần vấn đề mà họ đưa ra hợp lý, lương tị sẽ tùy theo tình hình mà xử lý. Ví dụ, một công nhân lâu năm nói mình đến muộn 2 phút vì hôm nay là thứ sáu, dì ấy phải vào nội thành đón đứa con học cấp 2 của mình, trên đường kẹt xe nên mới trễ 2 phút. Bình thường khi gặp loại tình huống này lương tị đều sẽ cho qua, không xử phạt. Còn nếu gặp chủ nhiệm phân xưởng thì sẽ phải bị phạt tiền theo quy định của nhà máy. Hậu quả trực tiếp của việc này là chỉ cần bất kỳ công nhân nào cảm thấy mình bị oan, họ sẽ tìm đến lương tị thay vì chủ nhiệm phân xưởng. Cũng vì điều này mà chủ nhiệm phân xưởng thường xuyên đến gặp Lương Minh Nguyệt để phàn nàn về lương tị. Trong bộ phận quản lý lương tị không hề được chào đón bởi vì tiếng lành đều bị cô cướp hết lương minh nguyệt cũng đã nói với cô nhiều lần yêu cầu cô tôn trọng các đồng nghiệp khác sau đó cô đã kiềm chế bản thân có công nhân đến khiếu nại với mình cô chỉ nghe rồi để cho chủ nhiệm phân xưởng xử lý chu toàn trực đêm thì lại khác với họ cậu sẽ gọi thêm hai công nhân không làm ca đêm mang theo mấy túi đồ nhắm rượu ăn uống ở trong văn phòng phải nói thư thả biết bao nhiêu cậu thích nhất là được trực đêm Lương Tị chuẩn bị bữa khuya cho Lương Minh Nguyệt xong thì tìm Chu Toàn, nói cậu tan làm thì đến biệt thự. Mẹ Lương đã giao cho cô một nhiệm vụ đó là sau khi tan làm phải đưa Chu Toàn về cùng. Chu Toàn nhìn thấy cô thì trốn, cậu không muốn đến biệt thự một chút nào, cũng có thể đoán được chị mình sẽ nói cái gì. Nhất định sẽ nói cậu hơn 50 tuổi rồi mà không làm được trò trống gì. Lương Tị kéo cậu, nói tối nay Phi Phi cũng sẽ đến, nghe vậy cậu càng không muốn về đó không muốn bị chị gái mắng mỏ trước mặt con gái mình tối nay là sinh nhật phi phi cậu thật sự không muốn trở về sao lương tị hỏi cậu sinh nhật phi phi không phải thứ hai sao chu toàn hỏi thứ hai không rảnh nên chuyển sang hôm nay chu toàn do dự một chút vậy được cậu trở về ký túc xá thay quần áo sạch sẽ lương tị đợi cậu trong xe thấy cậu chạy đến liền lấy chiếc túi ở ghế sau đưa cho cậu Phi Phi thích chiếc túi này, cậu tặng nó cho em ấy đi. Để cậu chuyển tiền cho con. Đây là túi chị mới cho con, cậu cứ đưa cho em ấy. Lần trước em ấy còn nói muốn mua túi phết. Lương tỷ lái xe ra khỏi nhà máy. Túi sách cũng không phải vật quý giá gì, coi như là tấm lòng của người làm cha. Chu Toàn định chuyển tiền cho cô, bao nhiêu tiền? Ba bốn mươi ngàn. Lương tỷ nói ngón tay đang mở uy chát của chu toàn thoát khỏi giao diện bắt đầu lướt xem các đoạn video ngắn thấy một câu chuyện cười hài hước ông ấy cười theo sau khi giải trí một lúc cậu hỏi cô như không có chuyện gì xảy ra cháu gái túi đắt tiền như vậy có hóa đơn gốc không dạ có đều ở bên trong lương tị cười nói chu toàn định mở nó ra nhưng lương tị đã ngăn ông ấy lại cậu đừng lấy nó ra phi phi nhìn qua sẽ biết ừ ừ chu toàn lại đóng lại cẩn thận đem túi đặt ở trong ngực phụ nữ mấy đứa thật đúng là hoang phí số tiền này có thể mua được một chiếc xe nhỏ xe đến khu đông lương tị dừng lại tìm chỗ đậu rồi đi lấy bánh kem trước khi xuống xe cô nói với chu toàn là đừng để cảnh sát giao thông dán giấy ba phút nữa cô sẽ quay lại thấy cô xuống xe chu toàn lặng lẽ mở túi chống bụi bên trong túi giấy ra híp mắt nhìn vào ôi trời chỉ một chiếc túi màu đỏ nhỏ như vậy mà đáng giá ba bốn mươi ngàn sao. Cậu dùng tay đo, chiếc túi không lớn hơn lòng bàn tay mình bao nhiêu. Chợt thấy lòng mình rối bời. Trở lại biệt thự, Phi Phi đã ở đó, Lương Tị đưa bó hoa trong tay cho cô ấy, ôm và chúc cô ấy sinh nhật vui vẻ. Phi Phi mỉm cười vui vẻ, mong chờ món quà sinh nhật của cô. Lương Tị tặng cho cô ấy một bộ sản phẩm chăm sóc da mà cô ấy yêu thích đồng thời lấy ra chiếc vòng cổ làm theo yêu cầu mà lương minh nguyệt tặng cho cô ấy phi phi mở chiếc vòng cổ ra đeo vào cảm ơn sự hào phóng của chị minh nguyệt chu toàn cầm túi không tiến lên lương tị gọi ông ấy cậu quà của cậu đâu lúc này chu toàn mới bước qua đưa túi trong tay cho cô ấy còn dặn dò tất cả hóa đơn đều ở trong đó phi phi nhìn tiện tay đặt một bên con mang túi này không hợp cho nên không cần lãng phí số tiền này Chu Toàn có chút ngại, không nói gì. Sao lại không hợp? Lương Tị nói xong thì lấy nó ra đeo lên vai, rất đẹp. Chị và chị Minh Nguyệt mang túi giả nhìn vào cũng giống như thật, còn em mang túi thật nhìn vào trông rất giả. Lương tháng của em cũng chỉ hai ba ngàn, mang túi mấy chục ngàn chỉ làm người ta chê cười. Phi Phi ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn không nhìn được đeo thử, sau đó cẩn thận cất lại vào trong túi. Mẹ Lương nói với cô ấy, hai ba ngàn thì có làm sao? đó cũng là một công việc tốt. Ba lương kêu mọi người ngồi vào bàn ăn. Bây giờ vào ngân hàng làm khó lắm, đối với người bình thường mà nói còn là một miếng bánh thơm ngon. Thơm gì chứ? Chỉ là người đến tiền mà thôi. Phi phi ngồi xuống ghế ăn. Một đồng nghiệp của con gia đình có quan hệ được chuyển qua làm việc ở chi nhánh khác. Tháng trước lãnh được năm ngàn tiền hoa hồng, tiền thưởng, tiền phụ cấp này nọ một đống còn con tháng trước chỉ nhận được mức lương cơ bản có 2 ngàn mẹ lương đỡ eo của mình nhìn bọn họ ngồi thành một vòng tròn nói không thì để chị Minh Nguyệt của con hỏi thử để con chuyển đến làm việc với chi nhánh tốt hơn thôi cô con chẳng muốn chuyển đâu ngân hàng địa phương có hoạt động tốt như thế nào thì cũng vẫn chỉ là ngân hàng địa phương không thể so sánh với bốn ngân hàng lớn được nhà máy nhà cô cũng mở tài khoản tại một trong bốn ngân hàng lớn này đúng không ạ à? lương tỷ chia đủ cho mọi người, bởi vì trong thị trấn chỉ có ngân hàng nông nghiệp mà thôi, tương đối thuận tiện. Bạn cùng lớp của em đã phải tốn rất nhiều công sức mới được làm việc ở ngân hàng Trung Quốc, cạnh tranh ghê lắm. Phi Phi hâm mộ nói. Ngân hàng Trung Quốc tốt lắm sao? Bạn chỉ có một đứa em gái thi vào đó rất dễ, nhưng mới làm được hai tháng đã nghỉ việc, nói nhàm chán. Trong hệ thống ngân hàng thì ngân hàng Trung Quốc được xem là rất tốt. Phi Phi đưa ra một ví dụ, nếu chị đi xem mắt, theo chị thì nói mình làm việc trong ngân hàng địa phương hay làm việc trong ngân hàng Trung Quốc, cái nào sẽ có thể diện hơn? Ít nhất ở cái thị trấn tuyến 18 này của chúng ta, ngoài công chức ra thì chỉ có làm việc trong bốn ngân hàng lớn kia là có thể diện nhất. Hay là em đi thi công chức đi? Em không thi đâu. Tính tiền lãi thôi em đã thấy ngán rồi, nói gì đến đi thi công chức. Kêu con đến nhà máy làm với chị Minh Nguyệt, con không đi kêu đi thi công chức, con cũng sợ khổ. Vậy thì con đừng có kêu ca này nọ. Mẹ Lương nói với cô ấy. Ba Lương xen vào, bây giờ không giống như mấy năm trước nữa. Khi đó chị út của con nhờ quen biết nên mới có thể đi làm ở đơn vị, nhưng bây giờ thì không được. Mỗi lần vào là phải thi. Bây giờ cũng vậy mà dưỡng. Phi Phi nói, bây giờ không chỉ dựa vào quan hệ, mà còn phải xem mối quan hệ của ai mạnh hơn nếu không có quan hệ thì đến các chi nhánh ở vùng sâu vùng xa còn nếu quan hệ mạnh thì được đến các chi nhánh tốt ngân hàng đến những vùng sâu vùng xa làm gì ba lương nói các hợp tác xã tín dụng ở nông thôn đó dượng ăn cơm đi ăn cơm đi mẹ lương thúc giục cô ấy mẹ hay là con lấy cho mẹ đôi đũa mẹ đứng đây ăn cơm nhé lương tị nhìn bà đỡ eo xoay người qua lại được đó để mẹ con đứng đây ăn đi. Ba Lương trả lời. Lương tị bưng chén và đổ đi tới, Phi Phi gấp đùi gà cho vào chén của bà, cô, cô ăn đùi gà đi. Cô không ăn được. Cô chỉ có thể ăn mấy món thanh đạm thôi. Phi Phi lại gấp đùi gà cho ba Lương, dượng, dượng ăn đi. Sau đó lại niềm nở nói, con nhờ đồng nghiệp ở nước ngoài mang về cho dượng mấy học viên canxi, hai ngày nữa con sẽ mang đến cho dượng. Giống như người vô hình từ khi vào nhà đến giờ chu toàn cũng không nói nhiều ngay cả nhìn mẹ lương cũng không dám chỉ vùi đầu vào ăn cơm ba lương nói chuyện với cậu vài câu cũng đều là chuyện trong nhà máy mẹ lương không để ý đến chu toàn chỉ nói chuyện với phi phi hoặc lương tị chủ đề không hiểu sao lại chuyển đến chuyện của xui gia nhà một người bà con xa nói con trai người này chuẩn bị kết hôn nhưng bên nhà gái đổi ý rồi Lúc đầu nhà trai hứa sẽ mua nhà trước khi kết hôn nhưng rốt cuộc không có tiền mua nên bên nhà gái đã từ hôn, mẹ Lương nói. Đáng đời. Nếu không có tiền mua thì hứa hẹn để làm gì? Nói theo mức độ nghiêm trọng thì có khác gì lừa hôn đâu. Phi Phi hỏi. Mọi chuyện rất phức tạp, không thể hiểu đơn giản như vậy được. Ba Lương nói, anh họ này của các con đã 35 tuổi, già cảnh yếu kém nên vẫn không tìm được vợ, trong nhà tìm người mai mối thật vất vả mới được một người, nên mới hứa với bên nhà gái là sẽ mua nhà trước khi kết hôn. Hôm qua họ gọi điện đến vay tiền, nói trước hết tìm cách đặt cọc trước. Có câu giúp người trong cơn hoạn nạn, nên bà đã hứa cho họ vay 20.000 tệ, cũng không mong trả lại. Đàn ông 35 tuổi còn chưa mua được nhà, lấy anh ta để làm gì? Phi Phi biểu môi, nếu là con con sẽ không lấy. Đàn ông 30 không phát 40 không giàu về cơ bản đời này không có hy vọng trông cậy vào nữa rồi ơ à, ơ à. con nói cứ như mua nhà giống như mua kẹo đậu không bằng ba lương trêu cô ấy hầu hết mọi người ở nông thôn đều phải dùng hết của cải mới đủ tiền đặt cọc trước dượng à để con nói cho dượng nghe đàn ông ba bốn chục tuổi rồi mà vẫn không có tương lai thì đời này coi như bỏ cho dù có lừa gạt cưới được vợ về thì sau này cũng ly hôn hoặc là bỏ trốn thôi ăn cơm đi mẹ lương trách cô ấy sau đó đặt đổ xuống không có tâm trạng ăn nữa ăn thì ăn phi phi nhàn nhã ăn không nói nữa lương tị nhìn chu toàn cậu cười đùa tí tưởng nói với ba lương là mình muốn uống rượu bị mẹ lương mắng cho một trận lương tị cảm thấy thật mệt mỏi ăn một bữa cơm thôi mà biết bao nhiêu là sóng gió phi phi có tâm sự không nói thẳng ra mà cứ quanh co lòng vòng giữa cha và con gái cũng có một sự ngăn cách sâu dù cô không thể chịu được cái cách mà Phi Phi đối xử với Chu Toàn, cô cũng không nên can thiệp vào việc nhà của người khác. Bạn ăn yên lặng một lúc, Chu Toàn tìm chuyện để nói, nói hai ngày nay thấy Lý Thiên Thủy cứ chạy đến nhà máy bên cạnh. Cậu cho rằng Lý Thiên Thủy muốn hợp tác với bên kia, sau khi nghe ngóng mới biết được là bên kia thiếu tiền anh không chịu trả. Mượn chuyện này, cậu ngập ngừng nói, ngày nay con gái muốn tìm bạn đời không thể chỉ dựa vào điều kiện nhân phẩm luôn là điều quan trọng nhất. Trong thị trấn có rất nhiều kẻ có tiền, nhưng ở bên ngoài sống bậy sống bạ, quyệt nợ người ta cũng không ít. Bé út và con trai nhà họ tưởng chia tay rồi nên em mới nói, hai tháng trước em thấy tưởng kình dẫn một cô gái đi ăn cơm. Anh ấy đã chia tay với chị út lâu rồi, dẫn một cô gái ra ngoài ăn cơm có gì sai. Phi Phi bực mình đáp. Chu Toàn ngập ngừng cả buổi, không nói được lời nào. Mẹ Lương buồn bực, nói với phi phi con lo ăn đi không muốn ăn thì đi ra ngoài ba lương ngắt lời vậy lý thiên thủy có đòi được tiền không không được nhưng mà làm căng lắm em nghe nói nếu không phải lúc chiều có người kéo lại suýt chút nữa thì đánh nhau rồi chu toàn bắt lấy chủ đề này nói chuyện với ba lương không phải nhà máy bên cạnh muốn chuyển sang kinh doanh rượu nhưng không ăn nên làm ra nên chất đóng ở trong kho đó sao họ ý nhà mình đông anh em không muốn trả lại tiền cho nhà họ Lý mà muốn dùng số rượu này trao đổi. Gia đình này thật tồi. Ba Lương hỏi, nhà bọn họ có năm sáu anh em đúng không? Có, sáu anh em. Người lớn nhất 50 tuổi, còn người nhỏ nhất cũng trạc Lý Thiên Thủy. Nhưng thanh danh của người này còn tệ hơn mấy đứa anh. Chu Toàn nói, tư tưởng của thế hệ trước vẫn có phần hợp lý, trong nhà có nhiều con trai không dễ bị bắt nạt. Ba Lương cảm khái cũng không hẳn. Giống như con trai lớn nhà họ Lý, em tiếp xúc với cậu ta vài lần, cậu ta không nóng nảy như em mình. Chu Toàn nói, nhà kia ý vào việc nhà mình đông anh em, khi dễ nhà họ Lý chỉ có một quả phụ và cậu con lớn ở trong trấn. Nếu đổi thành nhà có thế lực xem, bọn họ có trả tiền hay không? Sau bữa ăn, Chu Toàn bị mẹ Lương gọi đến phòng làm việc, Phi Phi ở phòng ngủ nhìn chiếc túi mà Chu Toàn tặng cho mình, liên tục hỏi lương tỷ chiếc túi này có phải hàng thật không, là hàng chính hãng hay gì? Đương nhiên là hàng chính hãng. Lương tỷ nói, cậu đặc biệt nhờ chị tìm người mua giúp em đó. Ông ấy lại xin tiền cô. Phi Phi nhìn cô. Nghĩ gì vậy hả, cậu có tiền lương mà. Phi Phi không hỏi thêm câu nào nữa, cô ấy cầm lấy chiếc túi so sánh nó với vài chiếc túi sách của lương tỷ, rồi cẩn thận đặt nó vào túi. Sau đó lại lần lượt mang những chiếc túi của Lương Tỵ lên vai, đứng trước gương soi toàn thân để chụp hình. Bình thường cô ấy rất ít mua túi, không phải là cô ấy không có tiền, ngày lễ ngày Tết mẹ Lương đều lén nhét lì xì cho cô ấy, đủ để cô ấy mua vài chiếc túi. Một là cô ấy không muốn mua, hai là đang chờ để nhặt của hời từ Lương Tỵ. Những chiếc túi của Lương Tỵ về cơ bản đều do Lương Minh Nguyệt cho. Lương Tỵ mang vài tháng thì chán, tiện tay đưa cho cô ấy mỗi chiếc túi về tay cô ấy đều mới đến 8 phần. Đợi sau vài tháng mang chán rồi cô ấy sẽ âm thầm đem lên mạng bán. Thấy cô ấy vui vẻ đứng đó chụp hình, không hiểu sao Lương Tị lại nghĩ đến mình vài tháng trước. Vào thời điểm đó, khi nhận được túi mới, cô cũng giống như Phi Phi bây giờ, chụp và đăng lên mạng bằng nhiều cách khác nhau, chỉ có như vậy mới có thể đạt được sự hài lòng và vui vẻ. Một chiếc túi có thể khiến cô cảm thấy vui vẻ trong nửa tháng vậy nên cô hoàn toàn có thể hiểu được niềm vui của Phi Phi. Đây là niềm vui chỉ thuộc về những cô gái nhỏ, một chiếc túi, một chiếc váy mới, niềm vui thật giản đơn. Nhưng bây giờ khi cô nhìn lại những chiếc túi này, có vẻ như chúng cũng chỉ như vậy mà thôi. Chỉ là một món đồ vặt vảnh, thật sự không đáng để bỏ ra vài chục ngàn mua về. Phi Phi chụp xong thì nói, chị, em thấy chị Minh Nguyệt rất cưng chiều và hào phóng với chị, cho chị cái túi mà chẳng khác nào cho kẹo đậu vậy bạn trai cũng chẳng được thế này. Nói xong cô ấy bắt đầu đếm, tắt lưỡi, tính trong năm nay thôi đã cho chị năm cái rồi. Em chọn hai cái tùy ý đi. Lương Tỷ nói. Thật sao chị? Thật còn hơn ngọc trai nữa. Phi Phi sung sướng lăn lộn trên giường, rồi làm lễ bái với cô, tại chị tư ban thưởng. Sau đó lập tức nhảy xuống giường, bắt đầu chọn túi. Mẹ Lương từ phòng làm việc đến, nói phi phi tối nay đừng về phi phi đang vui ngẩng đầu lên nói buổi tối sẽ ngủ cùng phòng với chị út bởi vì để chọn được túi có thể cô ấy sẽ phải mất ba tiếng đồng hồ lương tị thấy họ trò chuyện xong bước ra nói với chu toàn con đưa cậu về nhà máy nhé không cần phiền phức cậu tự lái xe của con về được rồi để con đưa cậu đi ngày mai cuối tuần con không đến nhà máy còn muốn dùng xe đi chợ vật liệu xây dựng nữa lương tị cầm chìa khóa xe đi ra trên đường đưa chu toàn trở về cô thuận miệng hỏi cậu nhà máy của chúng ta có khoản nào chưa thanh toán cho nhà máy bên cạnh không còn sớm đợi đến đầu tháng sau mới kết sổ chu toàn lòng mang tâm sự đáp lương tị gật đầu không nói gì nữa cho đến khi chuẩn bị xuống xe vào nhà máy chu toàn mới nghiêng người ngập ngừng hỏi bé út con thấy phi phi chuyển sang ngân hàng khác có khó không chắc phải thi mới được có cách nào mà không thi không con cũng không rõ vậy con có thể hỏi chị con thay cậu được không chu toàn lo lắng nhìn cô ngượng ngùng nói phi phi cũng vì cậu mà bị liên lụy không có người nào tốt chịu hẹn hò với con bé cậu nghĩ nếu đổi một công việc đàng hoàng để con giúp cậu hỏi một chút lương tị ngập ngừng nói thật ra công việc của em ấy đã rất đàng hoàng rồi phi phi không có tính quyết đoán luôn đứng núi này trong núi nọ. Mới tốt nghiệp một năm mà thay đổi ba bốn công việc rồi. Ừ ừ, cảm ơn con, cậu sẽ ghi nhớ phần ân tình này. Chu Toàn cảm kích nói. Lương Tị quay mặt đi, dục cậu xuống xe, nói mình còn có việc khác phải làm. Chu Toàn bước xuống, không ngừng vẫy tay nhìn cô rời đi. Cậu vốn không cao, lại mập, còn mang theo biểu cảm hơi lấy lòng, nhìn từ xa trông giống như một ông già nhỏ bé. Lương Tị đột nhiên cảm thấy buồn vô cớ, bản chất của con người luôn yếu đuối, cô không biết nếu sau này đến lượt mình làm cha mẹ, liệu cô có thể vì tiền đồ của con mình mà ăn nói khép nét, nhờ vả sự giúp đỡ hay không? Chương 54, C54, vẻ đẹp bên trong của người phụ nữ. Cô từ từ đổ xe đối diện nhà Lý Thiên Thủy. Đã gần 10 giờ đêm, trên đường hầu như không có người. Chỉ nhìn vào cánh cửa nhà anh thôi cũng đủ để cho cô cảm thấy thanh thản và bình yên cho dù thế giới có tàn nhẫn và thực tế đến đâu một cá nhân khiêm tốn và bất lực như thế nào miễn là có tình yêu trong trái tim người ta sẽ có sức mạnh để chữa lành và chiến đấu chống lại nó những lời này nghe sao giống lùa gà quá lương tị cười rồi xuống xe cô đứng ở một chỗ cao nhìn ánh đèn trong căn phòng trên lầu hai nhà anh cửa đang mở cô có thể nhìn thấy anh đi đi lại lại trong phòng cô lấy điện thoại gọi cho anh thấy anh đặt cây đàn trên tay xuống bắt máy cô hỏi anh anh ngủ chưa anh trả lời chưa anh định tập guitar một lát rất tuyệt lương tỵ nói một câu khó hiểu sau đó cô hỏi hôm nay nói chuyện với chị em suôn sẻ không suôn sẻ chị em còn khen anh đó lương tỵ nói khen anh kiên định thận trọng em hết chuyện để nói rồi đúng không lý thiên thủy không nói nên lời lương tỵ cười lớn không chị em thật sự khen anh là người kiên định thận trọng mà kiên định thận trọng là lời khen à lý thiên thủy trò chuyện với cô đúng vậy lương tị cười lặp lại thủy thủy của em có khen thế nào cũng không đủ lý thiên thủy cười rồi nhẹ nhàng nói đừng gọi anh bằng tên trùng lập anh cảm thấy mình giống như một bibi nhỏ baby nhưng anh là bibi bé nhỏ trong lòng em lý thiên thủy ho hỏi cô lời này có được xem là lời tâm tình buồn nôn không? Thích thì là lời tâm tình, không thích thì là nói nhảm. Lương Tị nghiêm túc nói, lời tâm tình hay nói nhảm đều do anh quyết định. Một lúc lâu sau Lý Thiên Thủy mới trả lời, lời tâm tình. Anh có thích nghe không? Anh thích. Lý Thiên Thủy nhẹ giọng nói, anh thích làm bi bi nhỏ của em. Lương Tị không thể ngừng cười, trêu anh là trẻ dễ dậy đường đường là một thanh niên trai tráng mà để bị mình dạy hư. Sắp xuất sư được rồi. Lý Thiên Thủy mặc kệ cô, để cô cười. Đoán anh hiện tại nhất định đang đỏ mặt. Lương Tị nói một cách chắc chắn. Không có. Lý Thiên Thủy xoa mặt, bác bỏ lời cô. Không đỏ mặt sao anh lại sờ mặt. Lương Tị xuyên qua cảnh đêm, nhìn anh đứng trong phòng. Em đang ở cửa. Lý Thiên Thủy chuẩn bị đi xuống đừng xuống. Lương Tị ngăn anh lại. giờ em về đây. Lý Thiên Thủy không đi xuống nữa, đứng trước lan can tầng hai nhìn xung quanh, thoáng nhìn thấy Lương Tị đang đứng trên một đống cát. Đống cát này được nhà người ta dùng để xây dựng công trình. Lương Tị vẫy tay với anh, hai người nhìn nhau từ xa, ai cũng đều cảm thấy hạnh phúc. Lương Tị muốn anh đứng dưới ánh đèn, ở chỗ tối cô không thể nhìn rõ mặt của anh. Lý Thiên Thủy di chuyển đến cửa phòng hỏi cô qua điện thoại thấy rõ chưa rồi lương tị đáp thuần miệng trêu chọc một câu mặt của anh đỏ ghê em thấy được mới lạ đó lý thiên thủy không tin lời nói dối của cô vậy anh tự nói anh đỏ mặt đi mặt anh đỏ bừng tim anh đập thình thịch lý thiên thủy thừa nhận lương tị không lên tiếng nữa cả hai chỉ yên lặng nhìn nhau đêm nay thật yên tĩnh gió cũng nhẹ nhàng người thì trầm lặng, mọi thứ đều quá đổi an yên. Một lúc sau, Lương Tị nói, bên em còn giữ một khoản tiền của nhà máy bên cạnh, em có thể khấu trừ nó cho anh. Không cần. Bọn anh sẽ tự mình giải quyết các khoản nợ. Đừng làm nhà máy của nhà em khó xử. Lý Thiên Thủy hắn giọng nói, không phải trước đây nhà máy của họ làm đại lý rượu sao? Anh và họ đã thương lượng, họ sẽ trả lại cho anh một nửa số tiền và một nửa là rượu nhà này nổi tiếng chuyên quyệt nợ, có thể trả một nửa số tiền mặt là tốt rồi. Lương Tị cũng yên tâm thay anh, cậu em có nhiều bạn bè và biết nhiều nhà hàng, em sẽ nhờ cậu giúp tìm nguồn tiêu thụ. Ừ. Lý Thiên Thủy gật đầu, anh vốn định đòi đủ tiền mặt. Không sao, có thể nhận được một nửa số tiền là tốt rồi. Lương Tị an ủi anh, khoản tiền này vốn là do em trai anh không biết nhìn người nên mới cho mượn, có thể coi như một bài học cho cậu ấy lý thiên thủy gật đầu thúc giục cô về nhà vì trời càng lúc càng muộn được tạm biệt bibi thân yêu lương tị nhìn anh nói vào điện thoại lý thiên thủy cười thành tiếng nỗi phiền muộn trong lòng tiêu tan anh khẽ gọi cô lương bibi ừm có chuyện gì sao lý bibi anh yêu em lý thiên thủy nhìn người đứng trên đống cát nói em cũng yêu anh người trên đống cát nhẹ nhàng đáp lương tỷ lái xe trở về biệt thự trái tim cô rất đầy rất đầy như thể sắp tràn cả ra ngoài cô âm thầm ước nguyện trong lòng thầm cảm kích cuộc sống như thế này thật tốt mặc dù phía trước vẫn còn rất nhiều trở ngại nhỏ mặc dù quan hệ giữa cô và lý thiên thủy vẫn chưa rõ ràng nhưng có quan trọng gì cô tự tin rằng mình có thể sang bằng từng chút một cô biết rất rõ rằng cuộc sống không phải là một cuốn tiểu thuyết mà các nhân vật chính trong đó đều có bàn tay vàng Cuộc sống là cho dù có dốc hết sức mình, cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đón nhận kết quả không như mình mong muốn. Cô ngâm nga một bài hát bước vào nhà, cho rằng mọi người đã ngủ vì không có ai trong phòng khách cả. Lúc cô đang định lên lầu thì nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng ngủ chính, cô đi gõ cửa, ba mẹ Lương vẫn chưa ngủ, họ đang nghiêm túc trò chuyện với Phi Phi. Phi Phi đang ngồi trên ghế vẻ mặt chiếu lệ, khi thấy Lương tị về, cô ấy như thấy một vị cứu tinh, kéo cô lên lầu ngủ. Khi hai người rời đi, mẹ Lương thở dài, căn bản không có tâm trạng ngủ nghe gì. Trước khi vợ của Chu Toàn cho rằng cậu bất tài, ít nhất là so với các chị gái của mình, ông ấy kém cỏi hơn. Bà ta để đơn ly hôn nhưng Chu Toàn không đồng ý, cuối cùng bà ta dứt khoát bỏ nhà đi, công khai sống với người khác. Mẹ Lương một mặt cảm thấy xấu hổ, mặt khác lại mắng Chu Toàn vô dụng, nói bà ta ăn ở như vậy sao cậu còn không chịu ly hôn. Sau này dưới sự can thiệp ép buộc của mẹ Lương, cuộc hôn nhân này mới chấm dứt. Khi đó Phi Phi mới 8 chín tuổi, thường sống trong trường nội trú, cuối tuần và ngày nghỉ mới về thị trấn ở với mẹ Lương. Dù sao cô ấy cũng là cháu gái ruột của bà, mặc dù mẹ Lương ra mặt đối xử bình đẳng với ba đứa trẻ nhưng trong lòng bà vẫn thiên vị cháu gái ruột của mình hơn. Khi đó bà còn nắm quyền, tuy hiệu quả của nhà máy không được tốt như bây giờ, nhưng bà vẫn lén giấu một số tiền riêng để mở đường cho Phi Phi. Coi đó là của hội môn sau này của cô ấy. Sau khi Lương Minh Nguyệt hoàn toàn tiếp quản nhà máy, lợi ích ngày càng tốt hơn, mỗi quý sẽ có một số tiền lớn được chuyển vào thẻ của bà. Bà không thể công khai đưa tiền cho cháu gái của mình, nên đã đem mua cổ phần hết và coi tiền lãi kiếm được như tiền lì xì, tặng cho cô ấy những dịp lễ Tết. Trước kia bà thường chế giễu Chu Toàn, mắng ông ấy không có chí cầu tiến, nói ông ấy vô dụng, có mấy lần bị Phi Phi nghe thấy. Bà không biết có phải vì nguyên nhân này mà khiến Phi Phi bây giờ vô cùng chán ghét và khinh thường Chu Toàn hay không? Ba Lương trầm giọng nói, anh đã sớm dặn em phải kiềm chế tính nóng nảy, bớt dần đi, không thể ở trước mặt con mà mắng ba nó được. Bây giờ thì biết mệt rồi. Em chưa bao giờ của trách trước mặt con bé. Là con bé cố tình, thích dựa trên cửa nghe lén. Mẹ Lương nói. Chuyện này cũng không quan trọng chuyện ba và con gái thờ ơ với nhau này bỏ qua một bên đi, nhưng Phi Phi không nên làm xấu mặt ba mình trước mặt người khác. Tại nó không hiểu chuyện. Đầu óc cũng kém xa Minh Nguyệt và bé Út. Hai chị em nó đều là người thông minh, biết cách phải xử sự như thế nào. Mẹ Lương thở dài, cái tính tình không coi ai ra gì này của con bé đều học được từ mẹ nó cả. Bà bắt đầu của trách mẹ của Phi Phi. Nói mẹ cô ấy tướng mạo chanh chua nói trước kia bà ta suối phi phi đến nhà bà lấy vòng vàng ra đeo chơi, xong rồi đem luôn về nhà cho bà ta. Ba Lương không muốn nghe những chuyện như thế này, nhắm mắt lại muốn ngủ. Giọng mẹ Lương thay đổi, bà lại chuyển sang Lương Tị, nói điều kiện của Lý Thiên Thủy quá kém. Một mình anh thì không sao, nhưng anh lại còn có một đứa em như bom nổ chậm. Ba Lương không ngủ nữa, hai vợ chồng già cùng nhau thở dài. Cuộc hôn nhân của Lương Minh Nguyệt vấp ngã, giờ đến lương tị cũng không khiến họ bớt lo. Họ là những người từng trải, hiểu rất rõ rằng vợ chồng nghèo hèn trăm sự ngổn ngang. Trên lầu, lương tị đang rửa mặt, Phi Phi mở hộp trang sức của cô ra xem, bên trong là một đống hỗn độn, có giá trị và cả không có giá trị, dây chuyền và vòng tay đều bị cuốn chung với nhau. Cô ấy giúp tháo những thứ này ra, chọn ra hai chiếc vòng tay bạc không có giá trị nhất, chị, vòng tay bạc của chị dùng hơn 10 năm rồi, lâu ngày cũng bị oxy hóa, để ở đây rất tốn diện tích. Hai cái này là chị Minh Nguyệt của em tặng cho chị, để đó chị sẽ rửa lại. Lương Tị nói. Phi Phi bỏ chúng về chỗ cũ. Cô ấy biết rằng một số đồ trang sức đã lỗi thời và phai màu trong đó là do trước đây mình và Lương Minh Nguyệt tặng. Cô ấy nằm xuống suy nghĩ một lúc, rồi lại đứng dậy, lấy chiếc túi mà Chu Toàn tặng mình ra, đẩy đến trước mặt Lương Tị, chị, em giảm 10% bán lại cho chị đó. Lương Tị sững sờ trong giây lát, cô không biết phải trả lời như thế nào. Giảm 12% cũng được. Phi Phi chân thành nói, em là một người bình thường với mức lương 2-3 ngàn, mang một chiếc túi đắt tiền như vậy không hợp. Em thấy dùng lại đồ cũ của chị và chị Minh Nguyệt là tốt lắm rồi. Nhưng, nhưng... Chuyện gì không biết nữa, cái túi cô nhường đi, giờ lại muốn cô dùng tiền mua lại. Thật ngớ ngẩn nếu chị không muốn thì em sẽ đăng lên mạng bán vậy phi phi thành thật nói bởi vì chị cũng vừa cho em hai cái túi em nghĩ chiếc túi này cũng không cần vậy nên tốt hơn là đổi nó lấy một khoản tiền được vậy em đem lên mạng bán đi lương tị nói chị không có hứng thú với những chiếc túi này nữa phi phi bị sốc chị mang đến chán rồi cứ coi là vậy đi trời ơi vậy sau này chẳng phải không có gì để em hưởng ké nữa sao em hưởng ké của chị Minh Nguyệt đó. Túi của chị Minh Nguyệt quá, giống bà già. Phi Phi do dự một lúc, sau đó mới ý thức được mình không có quyền kén chọn, miễn cưỡng nói, vậy cũng được. Hai người cùng nhau nằm xuống ngủ, Lương Tị nhớ tới lời mẹ Lương nói với cô ấy, thuận miệng hỏi, em và người đó thật sự chia tay rồi. Là thật. Mấy tháng trước cứ chia rồi lại hợp, nhưng tháng trước thì dứt khoát chia tay thật rồi. Phi Phi nói, em không thể nào chịu khổ được em không muốn mỗi dịp lễ tình nhân nhận được hoa đều là do anh ấy đến chợ hoa để mua với giá rẻ rồi lại mang đến cửa hàng hoa để gói lại lương tị không nói gì vì không tiện phán xét nói thật phi phi mờ mịt nói em nghi ngờ rằng tình yêu hoàn toàn không tồn tại trên thế giới này giống như trong phim yêu đến chết đi sống lại em nghĩ nó chỉ là một khái niệm trừu tượng thậm chí do con người tưởng tượng ra mà thôi giờ em chỉ muốn quen người có điều kiện tốt hơn mình lương tị do dự một lúc rồi nói không phải tình yêu không tồn tại mà là vì chúng ta không thể chấp nhận rằng người khác có tình yêu nhưng chúng ta thì không theo thời gian chúng ta càng sẵn sàng tin rằng trên thế giới này không có tình yêu chứ không chịu tin rằng nguyên nhân là ở chính bản thân mình còn một điều đáng nói đến chính là quan niệm chọn bạn đời đã thay đổi theo thời gian khi tình yêu và bánh mì được mang lên bàn cân, chúng ta sẽ tìm đủ mọi lý do để không tin vào tình yêu nhằm thuyết phục bản thân yên tâm chấp nhận bánh mì. Tình yêu thật ra rất đơn giản, chính con người mới làm cho nó phức tạp lên. Những gì chị nói sao mà phức tạp quá? Sao lại phức tạp? Không thể vừa muốn có tình yêu mà cũng vừa muốn có bánh mì được. Em cần phải xác định mình muốn gì. Bánh mì và tình yêu chỉ là lựa chọn cá nhân không phải tiêu chuẩn đạo đức không có nghĩa là nếu em chọn bánh mì thì sẽ thấp kém hơn khi chọn tình yêu thấp kém là khi em không tôn trọng sự lựa chọn của mình cái nào cũng muốn có người sinh ra trong một gia đình nghèo khó và sợ nghèo họ chọn bánh mì không phải xuất phát từ bản năng sao chỉ là đa số chọn bánh mì nhưng lại chờ mong tình yêu nên thất vọng thôi chính vì tình yêu quá trừu tượng và khó nắm bắt nên ngày càng có nhiều người chọn bánh mì Phi Phi không nói gì, tâm trí cô ấy đã sớm nghĩ về chuyện khác, cô ấy chợt nghĩ đến hộp trang sức của Lương Tị. Bên trong là những món quà mà mình và Lương Minh Nguyệt đã tặng cho chị ấy, vậy làm sao chị ấy có thể sẵn sàng đưa chiếc túi mà Lương Minh Nguyệt tặng cho mình? Cô ấy lập tức hiểu rằng Lương Tị cố tình để mình được lợi, chứ không phải chị ấy thật sự dùng chán rồi. Cô ấy quay đầu nhìn Lương Tị, tính khí và năng lực của cô ấy rất bình thường, chỉ cần đứng cùng Lương Minh Nguyệt, cô ấy sẽ không thể nổi bật một chút nào so với lương minh nguyệt rõ ràng là cô ấy thân thiết với lương tị hơn đó là bởi vì cô ấy cảm thấy lương tị rất bình thường bọn họ không khác nhau mấy nên mới có thể chơi thân với nhau nhưng nếu cô ấy muốn tìm kiếm lời khuyên và sự giúp đỡ cô ấy sẽ không đến gặp lương tị mà trực tiếp tìm lương minh nguyệt và cô ấy cũng theo bản năng càng ngưỡng mộ lương minh nguyệt hơn bởi vì chị mạnh mẽ và có năng lực hơn nhưng hôm nay không hiểu sao cô ấy lại có thể ghét được sự dịu dàng và quyến rũ của Lương Tỵ, sự quyến rũ của một người phụ nữ bình thường. Cô ấy vẫn luôn cho rằng những thứ như dịu dàng quyến rũ này rất xa vời với người bình thường như họ. Cô ấy chợt nghĩ, đây chính là cái mà phụ nữ gọi là vẻ đẹp tâm hồn sao? Chương 55, C55, ác ý. Thứ bảy, Lương Tỵ mời một người thợ đến nhà, buổi sáng bận đo đạc, buổi chiều đi mua thảm nhìn thấy là thợ đến đo đạc lòng mẹ lương vốn đã bình tĩnh giờ lại thấy không yên hai vợ chồng già trong phòng ngủ suy tư hồi lâu cũng không biết phải làm sao chủ nhật thợ đến trải thảm lại là một ngày bận rộn khác trải thảm là một công việc lớn phải dọn hết đồ đạc trong nhà ra ngoài trước sau đó trải thảm rồi mới chuyển từng thứ về chỗ cũ ban đầu phi phi cũng đến giúp đỡ nhưng bị công trình lớn này dọa sợ kiếm cớ để trốn đi trước buổi trưa Ba Lương hết cách đành phải gọi điện cho Chu Toàn, kêu cậu đưa một số công nhân đến. Bận rộn đến tối mới trải thảm xong, đồ đạc cũng được dọn về từng thứ một. Ba Lương muốn Chu Toàn đưa công nhân đi ăn, Lương Tị ở trong phòng tắm nghe được đi ra, đi cùng bọn họ. Trên đường đi, cô hỏi Chu Toàn có biết chỗ tiêu thụ rượu nào không. Cô muốn nhờ cậu giúp Lý Thiên Thủy bán rượu. Chu Toàn lập tức vỗ ngực nói mình có nhiều bạn nhậu, chỗ tiêu thụ cũng dễ bàn lương tị đã gửi cho lý thiên thủy vị trí của nhà hàng và kêu anh đến trò chuyện trực tiếp với chu toàn lý thiên thủy cũng vừa đi công tác về anh đặt mua một lô tủ phòng tắm chuẩn bị gửi đến tân cương trên bàn ăn chu toàn uống thêm vài ly tán gẫu về giám đốc nhà máy mới trong lòng không tránh khỏi bất mãn nói vài câu đại loại như cậu đã ở nhà máy nhiều năm như vậy rồi không có công lao thì cũng có khổ lao lương tị để mấy công nhân ăn xong lái xe về trước Cô ngồi đó cùng Chu Toàn đợi Lý Thiên Thủy. Anh đang trên đường đi công tác về, nói hơn 10 phút nữa sẽ đến. Chu Toàn có bia rượu vào là nói chuyện đâu đâu, nói mẹ Lương và Lương Minh Nguyệt coi thường mình, cả Phi Phi cũng không thích ông ấy. Lương Tị nhìn những người đi bộ ở chợ đêm, đã gần đến ngày quốc khánh, nhiệt độ giữa buổi sáng và buổi tối chênh lệch rất lớn, một số người đã mặc áo khoác. Nghĩ đến đây cô nhắc nhở chu toàn rằng tết trung thu chỉ cách quốc khánh vài ngày và dặn cậu chú ý đến đồ khô được gửi về từ tân cương nói xong thì thấy lý thiên thủy bước xuống từ một chiếc Volkswagen xoa gừng vội vàng đi về phía họ trước tiên anh xin lỗi nói mình bị tắt đường không sao cả chu toàn rất hăng hái xua tay cậu cũng không dài dòng với anh mà đi thẳng vào vấn đề hỏi anh tổng cộng có bao nhiêu thùng rượu muốn bán với giá bao nhiêu lý thiên thủy cũng rất thẳng thắn nói rằng chỉ cần chuyển sang được tiền mặt, bao nhiêu anh cũng bán. Sau đó hai người hẹn trưa ngày mai đi chuẩn bị mấy thùng rượu, Chu Toàn sẽ dẫn anh đến nhà hàng của một người bạn hỏi thử. Lương Tị chuẩn bị chén đũa cho anh, dục anh ăn trước. Lý Thiên Thủy không vội, lại trò chuyện với Chu Toàn. Chu Toàn và anh nói chuyện rất hợp, nhất định muốn cùng anh cùng ly, nếu không chính là xem thường ông ấy. Lương Tị tìm lý do dị ứng với rượu thay anh từ chối cậu, chu toàn mất hứng cầm chai rượu nói đến nhà một người bạn gần đó uống sau đó đứng dậy sờ vào túi của mình thôi rồi tại sao lại để quên tiền ở ký túc xá rồi rồi cũng mặc kệ hỏi lương tị mượn tiền mượn một ngàn ngày mai gặp ở nhà mấy cậu sẽ trả lương tị cho cậu mượn như thường lệ cũng biết rằng ông ấy sẽ không trả lại cứ cách một hai tháng ông ấy hoặc là để quên ví ở ký túc xá hoặc là thiếu tiền sau đó sẽ hỏi mượn tạm Đợi có lương sẽ trả. Lý Thiên Thủy thấy cậu loạn choạng đi một đoạn đường, hỏi lương tị, hay là anh lái xe đưa cậu. Ông ấy cố ý đó. Lương tị dục anh ăn trước, nhưng đồ ăn đã ngồi lạnh cả rồi, không sao đâu, cậu em nghiện rượu 20-30 năm rồi. Lý Thiên Thủy ăn vài miếng, chỉ vào chiếc xe củ đậu bên đường, anh mua nó hồi chiều hôm qua. Lương tị nhìn nó rồi hỏi anh, bao nhiêu? Bảy tám mươi ngàn mới chạy bốn năm ngàn cây số. Cũng được. Lương Tị giúp anh rót trà. Thấy móng ngón trỏ của cô bị gãy, Lý Thiên Thủy lấy chiếc bấm móng tay từ móc chìa khóa ra muốn sửa cho cô. Ăn trước đi, ăn xong rồi tính. Lương Tị dục anh. Anh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nếu không giúp em sửa lại, anh sẽ ăn không ngon. Anh cầm ngón tay Lương Ti, giúp cô cắt thành hình bầu dục, móng tay sao lại gãy thế này hôm nay không phải trải thảm sao? Đồ đạc trong nhà đều phải chuyển ra ngoài trước, bị gãy lúc đó. Lúc đó nên sửa lại, nếu để tét luôn da sẽ rất đau. Lý Thiên Thủy chăm chú vỗ móng tay cho cô. Tại em bận quá. Giọng nói của cô vô thức nũng nịu. Dù bận đến đâu cũng nên sửa lại kịp thời. Dài dòng quá ông già ơi. Lương tị treo anh. Lý Thiên Thủy sửa móng cho cô xong, tiếp tục ăn, hai ba miếng đã xong rồi đi tính tiền lương tị đang đứng ở cửa chờ anh nghĩ lại thật buồn cười đàn ông để đồ bấm móng tay trên móc chìa khóa ngày nay cơ bản đã tuyệt chủng rồi không hề hay biết lý thiên thủy bước ra hỏi cô mẹ em thế nào rồi lương tị trả lời bà đang hồi phục tốt bây giờ đã có thể tự tắm lý thiên thủy gật đầu sờ lên mái tóc hơi dài của mình anh muốn cắt ngắn đi lương tị nhìn anh anh để tóc mái trông rất đẹp. Rất hiền hòa và chất phát. Cái gì mà hiền hòa chất phát? Ý là ngoan đó. Anh không muốn bị đánh giá là ngoan. Lý Thiên Thủy không nói nên lời. Vậy anh muốn người khác đánh giá anh thế nào? Hai người đứng ở cửa quán ăn, không nói sẽ đi đâu, chỉ nói nhảm như vậy. Lương Tỳ thúc giục anh trước, trở về thị trấn đi, anh chạy cả ngày hôm nay mệt rồi. Anh không mệt vậy em về đây. Lương Tị nhìn điện thoại, ba dặn em trời tối thì về sớm, bên ngoài có rất nhiều kẻ xấu. Mới 8 giờ thôi. Vậy anh muốn đi đâu? Lương Tị ném vấn đề cho anh. Gồng, iu u. Lý Thiên Thủy đọc nó bằng bính âm. Nhà trọ, nhà ở, ý nói căn hộ. Lương Tị hiểu ý anh, trêu, em đang tới tháng. Anh cũng không phải ý đó. Lý Thiên Thủy bị sỉ nhục, cứ như ở cùng anh thì chỉ có chuyện này thôi không bằng anh thật sự không phải ý đó lương tị không tin rõ ràng là gấp đến mức muốn thò đuôi hồ ly ra ngoài luôn rồi kìa vừa nói cô vừa thúc cánh tay của mình vào người anh thật không thật không thật không thật không lý thiên thủy phất lờ cô lên xe muốn về nhà ừ ừ anh không có ý đó do em suy nghĩ nhiều mà thôi lương tị kéo anh ra ngoài lúc này lý thiên thủy mới xuống xe khóa lại rồi đưa cô đến khu vực náo nhiệt để đi dạo tiêu cơm trên đường đi lương tị cứ cười không ngừng cũng không nói mình cười cái gì lý thiên thủy cũng cười theo cô nhàn nhã dẫn cô đi dạo khắp nơi đến lối vào của phố đi bộ lý thiên thủy ngồi sổng xuống trước một quầy hàng chọn ra hai hộp đựng đồ nhỏ bằng mây căn hộ của lương tị rất bừa bộn đồ vật nhỏ vứt ở khắp nơi mua xong bọn họ xách đồ tiếp tục đi dạo lương tị nổi hứng nói muốn uống trà sữa thật ra cô không thích trà sữa chút nào nhưng cô muốn chia sẻ cùng một ly trà sữa với lý thiên thủy lý thiên thủy đi mua cho cô phía trước có hai người đàn ông lạ đang xếp hàng một người trong số họ nhìn thấy lương tị ra hiệu cho người bạn bên cạnh của mình ê nhìn kìa đó có phải lương tứ không người bạn của anh ta nhìn qua dáng người không tồi cũng không phẳng như cậu nói Người nọ không biết ác ý từ đâu tới, nhỏ giọng nói, nghe nói đám người bọn họ rất hỗn loạn, cô ta đã sớm bị tưởng kinh cùng mấy anh em của anh ta chơi nát. Lương Tị đang vùi đầu vào uy chát, khi nghe thấy động tĩnh, cô ngẩng đầu lên, thấy Lý Thiên Thủy đang đánh nhau với người ta ở đằng kia. Cô chạy đến kéo anh ra hỏi có chuyện gì, hai người kia chửi bới, Lý Thiên Thủy lại nhấc chân đạp tới. Lương Tị cưỡng ép lôi anh ra ngoài, còn chưa kịp lên tiếng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì Lý Thiên Thủy đã chỉnh lại chiếc hộp đựng đồ hơi biến dạng rồi nhờ cô giữ nó, đợi ở đây, anh trả tiền trà sữa rồi, anh đi lấy. Anh không thèm liếc mắt đi qua, mang trà sữa về, cắm ống hút cho cô. Lương Tị hỏi, tại sao anh lại đánh nhau? Ngứa mắt. Lý Thiên Thủy hơi hợt nói. Trời đất, anh vô lý vừa thôi. Lương Tị quay đầu nhìn hai người kia rời đi, đại khái đoán được, hồi lâu mới nói vậy đó trên đời này đâu đâu cũng đều có loại người ác ý như vậy cho dù chúng ta và họ không hề biết gì về nhau sau này anh cứ làm như không nghe thấy là được lương tỷ nghiêm túc nói với anh không đáng gặp là đánh đủ rồi mà loại người này cũng không đáng để tức giận lương tỷ nói với anh sau đó nhấp một ngụm trà sữa này sao anh lại mua trà nóng không phải em đến tháng sau vẫn là thủy thủy của em biết quan tâm. Lương tị trêu anh. Lý Thiên Thủy nắm lấy tay cô vòng về, không hề nói gì. Lương tị chạm vào anh, không sao, em không quan tâm đến những điều này. Trước kia còn có người nói em quá ngây thơ và đơn giản, ngu ngốc dễ bị lừa, đủ loại lời nói khó nghe. Em nghe mấy lần đầu đều thẳng thắn đáp trả, về sau thì không thèm để ý nữa. Không phải là tự an ủi kiểu đa điểu, mà là em thật sự không quan tâm em đã nghe rất nhiều lời vu khống ác ý sau lưng, họ càng nói xấu, em càng không quan tâm. Anh có biết tại sao không? Lý Thiên Thủy nhìn cô. Bởi vì họ chẳng hơn gì thế. Lương Tỷ nói, tất cả những người xung quanh em, những người đáng để em tôn trọng đều có một điểm chung, đó là họ sẽ không vu khống và sỉ nhục người khác một cách vô lý, sẽ không ị ở trên đầu người khác. Em từng có một nhóm chị em, khi nào chán thì cùng họ hát karaoke rồi đi bar chơi được khoảng mấy tháng thì em tự từ bỏ và không chơi chung nữa họ cho rằng em khờ khạo và nhạt nhẽo nhưng thật ra trong lòng em rất rõ ràng chỉ là không muốn làm mọi người khó xử mà thôi ba mẹ em thường nói về công việc kinh doanh trên bàn ăn về những khách hàng mà họ tiếp xúc ai người quân tử kẻ nào tiểu nhân chúng em nghe nhiều thành ra cũng biết phân biệt lúc còn đi học em không được người lớn thích cho lắm mấy gì lén nói sau lưng là em tâm cơ lõi đời biết nịnh nọt không có sự hồn nhiên mà trẻ con nên có sau này em mới ngộ và ngẫm ra rằng không phải mình tinh vi mà là mình không sớm em đã sớm học được mánh khóe của người lớn học cách quan sát lời nói và cảm xúc học cách lấy lòng người khác mà một khi vẫn còn là một đứa trẻ dùng những gì học được từ người lớn chắc chắn sẽ không phù hợp với lứa tuổi của em vì vậy em mới không được người lớn yêu thích bản thân em cũng không thích chính mình em cũng nghĩ trẻ con nên có sự ngây thơ. Nhưng mặt khác, một đứa trẻ trưởng thành quá sớm chỉ chứng tỏ đây là lỗi của ba mẹ chúng. Lý Thiên Thủy không trả lời, vừa đi vừa lắng nghe cô nói. Anh biết Lương Tỷ căn bản không cần an ủi, anh chỉ cần làm một người biết lắng nghe để cô bày tỏ một chút cảm xúc trong lòng là được. Con người dễ dàng bị người khác đồng hóa, vật hợp theo loại, người chia theo bầy, câu này có phần đúng tâm trạng của em khi ở bên anh rất bình yên luôn cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp anh luôn là người kích hoạt sự thiện lương bên trong con người em có sao lý thiên thủy nhìn cô vậy mà anh không biết có trước kia em cãi nhau với chị gái luôn cảm thấy tuổi thân buổi tối trốn vào trong chăn khóc bởi vì em biết rõ hoàn cảnh của mình em không có tiếng nói trong nhà nhưng kể từ khi từ từ tân cương trở về em dần dần học được cách giao tiếp phân tích đúng sai của sự việc một cách hợp lý học cách bày tỏ sự không hài lòng với chị gái dần dần vượt qua sự hèn nhát có từ trong xương tủy lương tị chậm rãi nói em vẫn là lương tị nhưng lại có vẻ như em không còn là lương tị nữa giống như lúc này người đang bình tĩnh trò chuyện với anh là một em khác với trái tim tràn đầy năng lượng nói thế nào nhỉ anh đã khiến em thành thật hơn với chính mình dũng cảm hơn cởi mở hơn để chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân, có thể coi thường những điều không hài lòng trong cuộc sống và có thể bỏ qua những ác ý của người khác. Đó là một con người hoàn toàn mới mà em đã không hề nhận ra. Lương Tị nói thì nói vậy, nhưng cô thật sự kém cởi mở hơn nhiều so với những gì mình nói. Bởi vì trên đường trở về biệt thự, cô còn có chút buồn bực. Cô biết rằng Lý Thiên Thủy không phải là loại người dễ dàng đánh nhau với người khác, nếu anh có thể chủ động vậy thì chắc chắn là vì hai người đó đã nói những lời quá đáng và cô cũng có thể tưởng tượng được những gì mà hai người đó đã nói cho dù trực diện bị vu khống ác ý ngoại trừ trong lòng chấn động cô cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng gì lớn hơn nữa cô quả thực có thể bỏ qua nhưng nếu điều này được nói ra trước mặt lý thiên thủy cô sẽ phiền lòng cảm thấy không thể chịu đựng nổi tuổi không nói nên lời lý do tại sao cô tỏ ra thờ ơ trước mặt Lý Thiên Thủy là vì ngoài việc đó ra, cô không biết phải làm gì cho phải. Xe đang đến gần biệt thự, cô nhận được tin nhắn từ Lý Thiên Thủy, vừa rồi chúng ta quên ông nhau. Sau đó, lại tiếp một tin, anh có cảm giác như mình đã quên một điều gì đó quan trọng. Lương Tị tấp sang một bên nhắn lại cho anh, anh về đến nhà rồi. Lý Thiên Thủy trả lời, vẫn chưa. Đang trên đường về thì nghĩ đến điều này, nên anh dừng lại để nói với em lương tị cười thành tiếng trả lời lại đi đường cẩn thận ngủ ngon lý thiên thủy trả lời ngủ ngon lương tị khởi động xe chuẩn bị về khu biệt thự thì nhân viên bảo vệ ở cổng ngăn cô lại nói chiếc xe cân bằng của cô đã bị bỏ lại ở cổng vài ngày rồi có vài con mèo hoang đã ị lên đó lương tị mang chiếc xe cân bằng hôi hám và bẩn thỉu về nhà ném nó ra sân sau đợi ngày mai sẽ rửa sạch cũng không biết còn dùng được không nữa quay trở lại phòng khách cô vừa nhìn thấy lương minh nguyệt từ phòng ngủ chính đi ra chị huyết sáo với lương tị ra hiệu cô lên lầu lương tị nghe thấy tiếng khóc trong phòng ngủ chính nhỏ giọng hỏi ba mẹ cãi nhau à là gì nhỏ đang khóc gì nhỏ Dì sao vậy có mâu thuẫn với con dâu lương minh nguyệt nhìn cô em đi đâu vậy em đi hẹn hò lương tị ngọt ngào nắm lấy cánh tay chị lương minh nguyệt thấy cô phiền phủi sạch quan hệ chị không có ủng hộ hai người đâu đừng có ở trước mặt ba mẹ lôi chị xuống nước chị lương tị ôm chân không cho chị đi sao chị lại làm vậy với em rõ ràng là chị đã đồng ý rồi mà chị không có đồng ý lương minh nguyệt giật giật chân có tin chị đá em xuống lầu không lương tị không hề sợ cô vẫn đi theo sau chị bất chấp khen ngợi Lý Thiên Thủy. Chương 56, C56, video súp gà châm ngòi chiến tranh. Lương Tị không hề sợ, cô vẫn đi theo sau chị, bất chấp khen Lý Thiên Thủy. Cô không chỉ khen mà còn nói rằng nhờ sự ảnh hưởng của anh, cô đã định nghĩa được thế nào là yêu. Yêu, không cần phải thể hiện ra ngoài. Không cần phải cố gắng chứng minh cho đối phương thấy mình yêu họ nhiều như thế nào. Không giống như lúc trước, để chứng minh rằng mình yêu đối phương cô sẽ xăm hình trên người bên kia lương minh nguyệt cảm thấy buồn cười hai người mới biết nhau không quá ba tháng cảm giác như cả đời vậy quả nhiên là tiểu thuyết gia chuyện này thì liên quan gì đến việc viết tiểu thuyết của em bởi vì em sẽ mỹ hóa sự tưởng tượng của mình lên lương minh nguyệt rửa mặt xong nằm ở trên giường anh ta và bạn gái cũ yêu nhau nhiều năm mới chia tay ba tháng liền yêu em thật ra bọn họ đã chia tay lâu rồi em không thể nói chi tiết dù sao cũng rất phức tạp lý thiên thủy đã chia tay từ một năm trước nguyên nhân cơ bản là người nhà của bạn gái cũ chê anh ở xa không đồng ý sau đó bạn gái cũ của anh đã thỏa hiệp một mặt vẫn quen anh mặt khác thì ứng phó với gia đình đi xem mắt cuối cùng tình hình đã mất kiểm soát khi lý thiên thủy biết cô ấy chuẩn bị đính hôn anh đã không chủ động liên lạc lại với cô ấy nữa những chuyện này đều là do cái tên Lý Thiên Vân ngồi lê đôi mắt nói cho cô biết, nói bạn gái cũ của anh sắp kết hôn. Lý Thiên Thủy chưa từng đề cập chuyện này với cô, mà cô cũng không muốn nói về nó. Chị Trung Lập Lương Minh Nguyệt khẳng định nói, vẫn là cùng một câu, em có quyền tự do yêu đương. Lương Tị gật đầu, em không vội kết hôn. Em chỉ muốn nhận được sự đồng ý của chị. Lương Minh Nguyệt có chút mệt mỏi, chị nhắm mắt lại, đầu óc quay cuồng, không phải nghĩ đến chuyện quy hoạch nhà máy mới thì cũng là chuyện cải tạo tủ phòng tắm phản ứng của thị trường đối với lô tủ phòng tắm được gửi đến tân cương không tốt lý thiên vân nói giá cả đắt không có lợi thế chị muốn tủ phòng tắm trở thành sản phẩm chính trong nhà máy chị đã theo dõi sát sao cũng đã thay đổi vài nhà thiết kế những nhà thiết kế giỏi chị không có khả năng mời còn những người có thể thuê được đều là những người nửa vời lóng ngóng dò dẫm thành phẩm làm ra khó có thể diễn tả được. Chị ngủ không được nên kêu lương tỷ xuống rót rượu vang cho mình. Thấy lương tỷ bưng một ly lên, chị hỏi, em không uống à? Em đang chuẩn bị mang thai. Lương Minh Nguyệt uống không trôi nữa, chị bực mình, kêu cô ra ngoài. Em chỉ lên kế hoạch vậy thôi, dù sao thì em cũng định bồi dưỡng thân thể. Lương Tị nói, em đã suy nghĩ nghiêm túc về điều này, vẫn muốn có con trong hôn nhân hơn mục đích lúc trước của em không tốt cho lắm vẫn còn có chút đầu óc đúng rồi chị em đã cho phi phi chiếc túi mà chị đã tặng cho em vì là sinh nhật của em ấy mà tặng cho em thì là của em tùy em xử lý lương minh nguyệt lơ đãng nói lương tị nhân cơ hội nói về mong muốn thay đổi ngân hàng của phi phi lương minh nguyệt nói rằng con bé quá tham vọng bộ ngoại giao cũng không giữ được con bé chị không nhịn được nói thêm vài câu nói lòng phi phi như tổ ông vào vẽ hỏi lương tị có biết con bé đứng tên hai căn nhà không lương tị cũng không ngạc nhiên cô đã biết chuyện này từ năm trước rồi em ấy mới tốt nghiệp một năm làm sao có tiền mua hai căn nhà lương minh nguyệt lắc lắc ly rượu ngay cả cậu chắc cũng không biết chuyện con bé có nhà nếu không ông ấy sẽ không lén ăn tiền hoa hồng nguyên vật liệu em nghĩ đi hai căn nhà này nếu không có mẹ chúng ta bày mưu tính kế làm sao con bé có khả năng mua mà giờ mẹ lại đặt mua cho con bé một căn hộ lớn nữa lương minh nguyệt nói ba căn nhà chỉ cần không tiêu xài lãng phí đủ để con bé sống một cuộc sống thoải mái thật ra em có thể hiểu được lương tị cũng không quá để ý cậu không đáng tin phi phi là cháu gái ruột của mẹ khó tránh khỏi mẹ hao tâm tổn trí vì em ấy chị cũng có thể hiểu nhưng trong lòng chị khó chịu lương minh nguyệt nói chủ yếu là nhà mình có tiền ba căn nhà này chị cũng không thèm để trong mắt, chứ nếu là nhà bình thường, đã sớm gà bay chó sủ rồi. Em nghĩ là do nhà có tiền nên mẹ mới mua cho em ấy. Lương Tị nói, em ấy từ nhỏ đã lớn lên trong nhà chúng ta, mẹ bỏ đi, cậu thì không đáng tin cậy, nếu đứng trong lập trường của mẹ, em cũng sẽ lén mua cho em ấy. Vừa nói, cô vừa rót rượu vang đỏ vào ly của Lương Minh Nguyệt, trò chuyện thêm một lúc nữa, hai chị em lần lượt chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm Lương Minh Nguyệt giật mình thức dậy, chị mơ thấy nhà máy mới đang được xây dựng thì bức tường chịu lực bị sập do công nhân ăn xén tiền vật liệu, gây thương vong nặng nề. Chị không thể ngủ được nữa, thay Lương Tị đắp lại chăn bị cô đá ra, nhẹ nhàng xuống giường ra ban công hút thuốc. Sáng hôm sau, khi đang nấu ăn, dì nhỏ phàn nàn trong phòng khách. Ba Lương thấy ồn nên đã đến quảng trường của khu dân cư để tập thể dục buổi sáng. Còn mẹ Lương thì đỡ eo đi tới đi lui cố gắng thuyết phục dì, nói gì bình tĩnh lại giận quá không tốt cho cơ thể thành ra hại mình sự tình rất đơn giản bởi vì một cái video súp gà cả nhà gì nhỏ nổ ra đại chiến nội dung video đại khái nói phụ nữ không nên quá nhàn rỗi nhàn rỗi quá dễ sinh phiền phức ít nhất thì ảnh hưởng đến hòa khí gia đình nặng nhất thì dẫn đến trầm cảm và tự tử phụ nữ hãy làm giàu cho bản thân sống hạnh phúc mỗi ngày và có một công việc mình yêu thích này nọ tùng lung tùng la những video giảng đạo lý sau khi xem xong dì nhỏ thấy có lý nên đã chuyển tiếp video này cho con gái và con dâu của mình con dâu dì có hai đứa con ở nhà chăm sóc chúng cả ngày nửa tiếng sau khi video được gửi đi dì nhỏ nhận được điện thoại từ con trai anh ấy tức giận hỏi dì lại làm gì nữa kêu dì tự lo chuyện của mình đừng đi gây sự dì nhỏ bị oan vô cùng dì có làm gì đâu sau đó Dượng nhỏ gọi cho con trai mình hỏi đã xảy ra chuyện gì. Anh ấy nói mình đang đi làm thì nhận được điện thoại của vợ, nói rằng mẹ anh ấy đã gửi cho chị ấy một đoạn video, không thích chị ấy vì không đi làm, ám chỉ rằng chị ấy ở nhà ở không. Dượng nhỏ cũng nói chuyện với dì nhỏ, nói dì rảnh quá không có việc gì làm nên kiếm chuyện, biết con dâu nuôi hai đứa nhỏ không dễ dàng mà còn gửi một đoạn video như vậy. Dì nhỏ mất bình tĩnh, lập tức gọi điện cho con trai nói sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với anh ấy. Sau đó dì cãi nhau với Dượng, thu dọn vài bộ quần áo rồi chạy đến nhà họ Lương. Mẹ Lương nói, con gái khác với con dâu, mình có nói sai con gái có thể dễ dàng tha thứ, vì em là mẹ của nó, còn con dâu dù sao cũng là con gái được nhà người ta nuông chiều. Lương tị đóng cửa bếp và bật máy hút mùi lên, nhưng tất cả những điều này cũng không thể ngăn cản giọng nói oan oan của dì nhỏ trong phòng ăn, đầu tuần trước chúng nó đến nhà em ăn tối em dọn một bàn lớn hai đứa nó ăn xong rồi phủi mông đi về em tự tay nấu cả chục món ăn xong có ai giúp em dọn bàn rửa chén không không biết mẹ lương nói gì đó giọng điệu của dì nhỏ càng lớn hơn em dám quản em quản được chắc tháng trước em đưa bối bối đến nhà cô ta cô ta phun thuốc khử trùng cho bối bối khiến bối bối bị sặc rồi lại xịt vào người em em giận quá chỉ biết nín nhịn không dám nói gì ông nội chúng nó thương cháu gái vừa ông hôn cháu cô ta liền nháy mắt với con trai em con trai em vội chạy đến bế cháu lên nói trên báo có nói không được hôn trẻ con bừa bãi vì sợ mắc bệnh truyền nhiễm lương tị đẩy cửa phòng bếp ra muốn nói người lớn thật sự không thể hôn trẻ con bừa bãi nhưng nghĩ lại thôi tự rước chuyện để làm gì dì nhỏ vẫn còn đang cằn nhằn lương minh nguyệt từ trên lầu đi xuống dì chó của dì tiểu lên cầu thang cẩn thận đừng để nó lên lầu. Sao lại lên lầu rồi? Dì nhỏ hướng cầu thang hét lên, bối bối, bối bối. Sau đó lấy khăn giấy lau nước tiểu trên cầu thang. Lau xong, dì ông con chó đi xuống, định ngồi đó nói chuyện tiếp. Lương Minh Nguyệt uống sữa đậu nành, khen dì, dì nhỏ, mái tóc uống của dì đẹp quá. Thật sao? Dì cười, kiểu tóc thời trang nhất đó. Mấy người bạn của dì đều nói là đẹp lương tị muốn cười nhưng không dám cười cô biết lương minh nguyệt xấu tính vì kiểu uống của dì giống hệt với kiểu lông của bối bối lương minh nguyệt hỏi nhỏ cô dì nhỏ ở lại bao lâu lương tị nhún vai theo lời ba thì dì muốn đợi con trai và con dâu đích thân đến xin lỗi lương minh nguyệt đặt chén xuống dì tối nay để bối bối ở sân sau chơi đi trong nhà ồn ào quá tối hôm qua con ngủ không ngon cũng được tại nó chưa thích ứng với môi trường mới thôi vì rõ ràng đã nuốt giận xuống. Mẹ Lương cho rằng những lời của Lương Minh Nguyệt quá thẳng thắn, nên bèn nói, Minh Nguyệt bị khó ngủ. Chị, chị không cần nói giúp nó, tính tình Minh Nguyệt thế nào không lẽ em không biết, từ nhỏ nó đã luôn khiến người khác phải nghẹn họng rồi. Dì nhỏ vuốt vuốt lông chó, dục chị, con đi làm đi, chuyện ở nhà con cứ yên tâm giao cho dì. Nói đến đây thì ba lương tập thể dục buổi sáng trở về, theo sau là dưỡng nhỏ, dì nhỏ nhìn thấy ông ấy thì định nổi nóng, ba lương thở dài, nói là có một cô gái nghỉ quẩn, nhảy từ trên lầu 18 xuống. Trời ơi, sao lại nghỉ quẩn như vậy, bao nhiêu tuổi rồi? Mới bắt đầu đi làm, nghe nói mới 22-23 tuổi gì đó. Ba lương nói, anh không biết nguyên nhân cụ thể. Ôi, sao lại ngu như vậy, không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho ba mẹ mình chứ dì nhỏ nói xong thì ông chó đi ra ngoài nghe ngóng nguyên nhân cụ thể. Lương tỷ lên lầu thay quần áo chuẩn bị đi làm, vừa đi xuống liền nghe thấy dượng nhỏ nói, tối hôm qua còn xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn nữa, hai đứa chúng nó muốn ly hôn, bên su gia cũng ra mặt gọi cho em, việc này em giấu em chị không dám nói cho cô ấy biết. Em thường nói rất nhiều lần với em của chị là đừng xen vào chuyện của hai đứa nó. Chúng muốn sống như thế nào thì cứ kệ đi nhưng cô ấy cứ suốt ngày xem video, thấy cái gì lạ là lại chia sẻ trên trang cá nhân và nhóm bạn bè. Giờ thì hay rồi, chia sẻ riết thành ra lớn chuyện luôn. Nói xong, Dượng còn dặn Lương Minh Nguyệt và Lương Tị hẹn con dâu mình ra ngoài tâm sự. Lương Tị mơ hồ đồng ý, còn Lương Minh Nguyệt thì hoàn toàn không trả lời, trong đầu chỉ lúc này đều là chuyện của nhà máy, không rảnh đi lo chuyện nhà của người khác. Thay giày xong, chị xách túi ra ngoài lương tị cũng đổi giày rồi lập tức theo sau trong nhà đã lâu không có ồn ào như vậy lỗ tai đều muốn nổ tung cô lái xe ngang qua một tòa nhà chung cư từ xa nhìn thấy dì nhỏ đang ôm chó trò chuyện rôm rã giữa đám đông dì nhỏ chạy theo xu hướng ăn mặc rất táo bạo trên người toàn là hoa hòe xanh xanh đỏ đỏ khi nhìn thấy xe của lương tị dì chạy lại đặt tay lên cửa kính xe nói chuyện với cô nói cô gái nhảy lầu này bị trầm cảm Bình thường ba mẹ cô ấy rất cẩn thận, đóng kín ban công, nhưng lần này cô ấy rất kiên quyết, cậy cửa sổ, dẫm lên điều hòa nhảy xuống. Lương tỷ thúc giục dì về nhà, nói là dượng nhỏ có chuyện muốn nói với dì. Dì nhỏ vuốt lông chó, nói không về, định ly hôn với ông ấy rồi tìm một người trẻ hơn. Sau đó dì mở cửa xe đi lên, nói muốn đến nhà máy để gặp thằng em chu toàn chẳng ra gì của mình. Lương tỷ đau não, vất vả lắm mới dỗ được dì xuống xe giống như sợ gì sẽ hối hận cô nhấn ga bỏ chạy lái xe đến thị trấn và đi ngang qua cổng nhà lý thiên thủy mẹ lý đang dùng hai tay chống dụng cụ hỗ trợ dành cho người già đi qua đi lại trên đường lương tị không bấm còi mà chậm rãi đi theo bà có thể thấy bà đang hồi phục tốt bước từng bước vững chắc hai ngày trước trò chuyện với lý thiên thủy anh nói mẹ anh nhiều nhất là nửa năm nữa sẽ có thể đi lại bình thường mẹ lý cảm thấy phía sau có xe nên nép vào nhường đường Lương Tị chậm rãi lái xe tới, hạ kính xe xuống chào bà. Mẹ Lý chào cô, hỏi cô đang đến nhà máy a. À? Lương Tị trả lời, hỏi bà thế nào. Hai người lúng ta lúng túng trò chuyện vài câu, mẹ Lý dục cô tranh thủ để kịp giờ làm. Lương Tị nhìn người trong kính chiếu hậu, giờ đây trong bà yếu đuối và dễ bị tổn thương biết nhường nào. Hoàn toàn không thể nghĩ đến hai mươi năm trước, bà đã dùng đôi tay bị biến dạng vì làm việc quá sức của mình nuôi hai đứa con trai không lớn không hiểu sao cô lại cảm nhận được một sự dịu dàng nào đó. Nữ tính là gì? Có phải là loại thiên tính mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng có? Hy sinh dành cả cuộc đời của mình cho những đứa con, rất đổi phi thường và vĩ đại. Còn biết bao phụ nữ như bà, cho dù có nhỏ bé như cỏ dại, phải ngược gió đội mưa, nhưng vẫn luôn một mực sinh trưởng. Chẳng lẽ những người phụ nữ như vậy, vì không lập được công lớn và có hành động vĩ đại mà không được xem là anh hùng? liên tiếp hai ngày sau khi tan làm chu toàn tranh thủ dẫn lý thiên thủy đến nhà hàng của bạn mình để bán rượu không tệ ba trăm thùng rượu đã được hai nhà hàng lấy mặc dù giá rất thấp lý thiên thủy khá hài lòng bởi vì anh không có hơi sức để tiêu tốn cho vấn đề này anh còn phải đưa lương minh nguyệt đi đàm phán về miếng đất kia vào đêm khi đã bán hết rượu anh mời chu toàn ra ngoài ăn tối để cảm ơn đầu óc chu toàn tuy đơn giản nhưng cũng có lúc tinh mắt sau mấy ly bia Ông ấy nhiều chuyện, hỏi về việc có phải cháu gái của mình và anh đang yêu nhau không. Nếu không thì cô sẽ không dặn dò ông ấy phải cố gắng hết sức để giúp anh bán rượu như vậy. Thời trẻ Chu Toàn đã quen bị ba, vợ cũ và chị gái mình khinh thường. Cậu luôn cảm thấy mình cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không có dũng khí, nếu có người dám suối cậu đi ra ngoài bán thiết bị vệ sinh, cậu nhất định sẽ xua tay, không, tôi không có bản lĩnh đó. Cậu đã hoàn toàn chấp nhận việc mình là một kẻ bất tài. Cho nên mới cam tâm tình nguyện làm tổ trong nhà máy của nhà họ Lương, một lần làm là hơn 10 năm. Cậu cũng đã quen với việc ví mình giống như một thứ rác rưởi hôi thối, đi đâu cũng khiến người khác ghê tởm, đặc biệt là trước mặt các chị gái của mình. Nếu một người đã quen bị coi thường, một khi được tôn trọng và đối xử chân thành, họ sẽ cảm thấy biết ơn. Cậu không giấu được lời nào trong lòng, trút hết mọi chuyện ra ngoài. Ví dụ như chuyện mẹ Lương hỏi cậu về việc kinh doanh của nhà họ Lý ở Tân Cương thế nào. Việc kinh doanh của nhà họ là của hai anh em hay là sao? Cũng hỏi Lý Thiên Thủy sống ở bên ngoài hơn 10 năm, cuộc sống cá nhân ra sao. Vân vân và vân vân, đều là những câu hỏi rất thực tế. Sở dĩ mẹ Lương hỏi Chu Toàn là vì hàng hóa được gửi đến Tân Cương phải có chữ ký của Chu Toàn. Và cậu thường giao tiếp với Lý Thiên Thủy nhiều hơn. Hơn nữa cậu có rất nhiều bạn nhậu khó tránh khỏi nghe được mấy lời đàm tiếu. Lúc đó Chu Toàn không hiểu dụng ý của chị gái mình, vì sao lại muốn nghe ngóng về Lý Thiên Thủy. Cân nhắc lại chuyện của mấy ngày nay, xuất phát từ ý tốt, cậu đã đem hết tất cả những lời này nói với Lý Thiên Thủy. Chương 57, C57, tối nay được gặp anh em rất vui. Chu Toàn còn nói vài câu bán đứng chị mình, nói chị gái mình có chút sĩ diện hảo, bề ngoài thì thanh cao nhưng thực chất lại hậm hĩnh người uống quá nhiều luôn không kiểm soát được cái miệng của mình nói rất nhiều nói về mẹ lương xong cậu chuyển sang nói về mấy chị gái của mình trút hết nỗi uất ức trong lòng lý thiên thủy nhìn nắp bia dưới chân không trả lời lấy một câu nào chu toàn còn đang nói chuyện hỏi anh có thật sự bán nhà không mọi chuyện sẽ còn khó khăn hơn nếu anh thật sự không có một ngôi nhà sau đó cậu nói với giọng điệu của một người từng trải rằng mình có thể cưới được một người vợ là nhờ có mấy người chị có năng lực nhưng cuộc sống thoải mái chưa được mấy năm vợ cậu cho rằng cậu không có chí tiến thủ mấy bà chị đã nối đuôi nhau lái ô tô còn cậu thì vẫn cưỡi chiếc xe máy ca tàng sau đó cậu uống thêm vài ly quan tâm vỗ vai anh khuyên nhủ cũng không thể trách chị gái cậu khó khăn được phải trong hoàn cảnh của mình thì mới hiểu như cậu đây này vẫn luôn nghĩ cách mua nhà cho con gái mình muốn tìm cho con bé một công việc có thể diện muốn nó cưới được một thằng chồng tốt con phải nghe cậu không cần lo lắng cái gì cả chỉ chuyên tâm kiếm tiền mua một căn nhà bằng không tới nhà người ta sẽ bị nhục nhã mẹ vợ hỏi con cậu có nhà không con nói con sẽ mua mẹ vợ con phỉ bán sau lưng con không có nhà mà cũng dám vác mặt đến chu toàn nói một cách sinh động tàn cuộc lý thiên thủy đưa chu toàn trở lại ký túc xá của nhà máy trước sau đó trở về nhà của mình. ở nhà mẹ Lý cũng vừa mới nằm trên giường, dì chăm sóc đang đút thuốc cho bà. Lý Thiên Thủy ngồi bên cạnh họ một lúc, trò chuyện với họ. dì chăm sóc rất tận tâm với công việc, nói với anh hôm nay mẹ Lý ăn đủ ba bữa. nói khẩu vị của bà tốt, lúc chiều còn uống một chén canh cá lớn, ăn một ít sủi cảo và uống một ly nước ép trái cây và rau. nói xong cũng rất thức thời ra về, để hai mẹ con họ trò chuyện. Hai mẹ con họ không có gì nhiều để nói, Lý Thiên Thủy từ nhỏ đã hiểu chuyện nên không khiến bà phải lo lắng. Không giống như cậu út ngày nào cũng gây rắc rối. Hai mẹ con bọn họ giao tiếp rất đơn giản, chẳng qua là Lý Thiên Thủy cùng bà ngồi một hồi, hoặc xem tivi, hoặc nói chuyện nhà, hoặc nói vài câu vụn vặt. Thật ra cứ như vậy, bà cũng cảm thấy rất thoải mái. Vốn dĩ mẹ Lý muốn nói về mối quan hệ của anh với Lương Tị, bọn họ không môn đăng hộ đối, nếu không thành thì cũng không thể trách ai được. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy lương tị, bà đều không được tự nhiên cho lắm, nhìn thấy người nhà của cô, lại càng thêm câu nệ. Bà cả đời đã quen với việc thành thật, rõ ràng mình không làm gì cả, nhưng lại cảm thấy mình thấp hơn người ta một cái đầu. Nhưng chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt của con trai mình khi gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho lương tị, bà không thể nói như vậy được. Bà quay mặt về phía con trai đang nghiêm túc xem tivi, hỏi, con và tiểu tỷ sao rồi? Dạ rất tốt. Lý Thiên Thủy gật đầu. Hai ngày trước mẹ gặp con bé trên đường, con bé cười chào mẹ. Mẹ Lý nói, giờ mẹ mới để ý thấy là khi con bé cười rộ lên, trên má có một lúng đồng tiền. Bên má trái của cô ấy có một lúng đồng tiền. Trước kia ốm nên không thấy, bây giờ khuôn mặt của cô ấy tròn trịa lên nên mới nhìn ra. Lý Thiên Thủy nói xong, không tự chủ được bật cười người có lúng đồng tiền rất có phúc mẹ lý cười nói khuôn mặt của con bé trông thật phúc hậu lý thiên thủy cười thành tiếng con cũng cảm thấy cô ấy có phúc mẹ lý nhìn anh đầy yêu thương nói lần trước lương tị đến nhà bà có thể thấy được cô là một đứa trẻ hiểu chuyện có thể hòa đồng với mọi người lý thiên thủy nghiêm túc gật đầu nói lương tị bên ngoài tính tình ôn hòa nhưng bên trong lại mạnh mẽ dũng cảm ngoan cường và nhân từ nhân từ có thể không phải là từ thích hợp để mô tả một người trẻ nhưng anh không thể nghĩ ra từ nào tốt hơn cả mẹ lý trêu anh sau này con trai mẹ cũng sẽ có phúc lắm đây lý thiên thủy cười không nói gì anh nói với mẹ lý là mình sẽ ra ngoài nhìn màn đêm anh rất muốn gặp cô nghĩ vậy anh bước ra cửa và đi bộ về phía nội thành dọc theo đường sắt bỏ hoang dưới sự khích lệ của chu toàn anh uống hơi nhiều kỳ thực anh rất thích đi dạo, không chỉ có thể kiểm soát cảm xúc tiêu cực, mà còn khiến anh thanh tĩnh hơn. Trên đường đi anh đã suy nghĩ rất nhiều, ngày đó Lương Tị đã nói vì anh mà cô trở nên dũng cảm, trung thực và bình tĩnh hơn. Không phải. Trong lòng anh biết rằng Lương Tị không hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi anh. Thông qua rất nhiều lần tiếp xúc và trò chuyện, anh biết rằng Lương Tị có khả năng tự nhận thức và tự xét lại bản thân rất mạnh vì có những khả năng này nên quá trình trưởng thành của bản thân cô diễn ra rất nhanh chỉ cần một người sẵn sàng phát triển họ sẽ phát triển mọi lúc chẳng cần dựa dẫm vào bất kỳ ai anh thậm chí còn tin rằng nếu một ngày nào đó sau khi kết hôn anh chẳng may giống như ba mình chết đi bỏ lại con thơ lương tị sẽ có khả năng thoát khỏi đau buồn và chăm sóc tốt cho đứa trẻ và chính mình anh vô điều kiện tin rằng cô có khả năng này anh vẫn luôn biết cô là người mạnh mẽ anh vừa đi vừa không nhịn được hát lên, cổ vũ cho mình và cho tương lai của hai người họ. Anh hát bài, làm lại từ đầu, mà ba anh thích hát và bài, salad trái cây mà Lương Tỷ thích ngân nga. Anh vừa hát vừa chạy, chạy bộ đến tận khu đông. Khi đến cổng khu nhà cô ở, anh mới nhớ ra rằng họ đã hẹn là ba ngày sẽ gặp nhau một lần. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày mai mới có thể gặp. Anh chần chừ hồi lâu, không cam lòng, vẫn báo số nhà và tên của chủ nhà máy rồi đi vào định chỉ nhìn nhà cô thôi cũng được lúc này đây lương tị đang rất đau đầu mấy ngày nay trong nhà cô cứ như hát tuồng vậy hết chuyện này lại đến chuyện nọ dì nhỏ đến đây ở dượng ở nhà không có gì để ăn nên cũng cúng quần áo đến đây nhưng dì nhỏ muốn ly hôn với dượng từ sáng đến tối cứ la hét nói nếu không ly hôn được thì sẽ đổi họ mẹ lương mắng dì già rồi nên hồ đồ họ chu đắc tội gì với dì hay sao dì vừa sục sịch khóc vừa đòi đổi họ chu dì nói gì họ chu nhưng chưa từng được hưởng phúc của nhà họ chu từ nhỏ ba mẹ dì đã bất công cái gì cũng đều thiên vị chu toàn nói chung là tình hình rất căng thẳng con gái dì cố ý từ tỉnh khác về cũng đưa con trai dì qua để chuộc lỗi nhưng thái độ của dì rất dứt khoát cuộc sống không tốt đẹp dì đã chịu đựng ba bốn mươi năm rồi giờ có nói gì thì dì vẫn muốn ly hôn Lương Minh Nguyệt thấy ồn nên tối qua đã đến khách sạn ở mẹ Lương cũng thấy ồn, nhưng không thể đuổi em mình được. Chỉ có ba Lương là vui vẻ, dù sao buổi tối ông cũng không ngủ được, ông không xem tivi nữa, ngồi trên sofa uống rượu nghe bọn họ tranh cãi. Lúc đầu Lương Tị cũng ngồi trong phòng khách chăm chú lắng nghe cuộc cãi vã của họ để nắm thông tin. Nhưng họ cứ cãi mãi, cãi mãi, cãi riết thành một mớ hỗn độn, không hiểu sao họ lại có thể cãi thành như vậy được nữa. Buổi tối cô cũng thấy phiền nên ra ngoài quảng trường khiêu vũ với mọi người, sau 9 giờ thì gửi tin nhắn cho Ba Lương, trong nhà yên tĩnh chưa ba? Ba Lương trả lời ngắn gọn, chưa. Lương Tỷ tiếp tục lang thang khắp khu dân cư, dọc theo khu biệt thự đến nhà mình. Lúc này trời đang mưa nhỏ giọt, cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, cũng là khu có nhà của mình, nhìn ra xa một lúc, cô tìm một chiếc ghế dài gần đó, lặng lẽ ngồi xuống. Lý Thiên Thủy đứng gần nhà họ Lương một lúc nhưng anh không dám đến quá gần, vì cả biệt thự đều sáng trưng. Anh đi vòng quanh biệt thự, ngẩng đầu nhìn căn phòng mà Lương Tị đã chỉ cho mình, yên lặng nhìn một lúc rồi hài lòng xoay người ra về. Ngay khi anh đang đợi đẫn đi về thì có một người nhảy ra từ một thân cây bên đường, tay cầm một nhánh cây, hét lớn một tiếng. Lý Thiên Thủy giật mình, Lương Tị cười không ngừng, hỏi anh đang làm gì ở đây. Lý Thiên Thủy mơ hồ, nói mới vừa từ nhà cô đi ra lương tị thở dài nói mình vừa mới đi dạo về hai người nhìn nhau cười ngây ngô lương tị hiển nhiên rất vui vẻ lời nói lộn xộn cả lên lý thiên thủy nhìn trạng thái của cô chợt hiểu ra vươn tay về phía cô ông anh được được lương tị cũng duỗi tay ông lấy anh hai người giống như một đôi gấu ngốc ông ghì lấy nhau sau khi ông xong lý thiên thủy nhìn cô hai ngày này em thế nào lương tị kéo anh đi chỉ vào tòa nhà đầu tiên của khu dân cư nói có một cô gái nhỏ không còn nhìn thấy ánh nắng ban mai và ngửi thấy hương hoa nữa lý thiên thủy không nói gì anh đã biết về điều đó thông qua tin tức trên mạng lương tị vốn cũng không sao nhưng sau khi nhìn thấy anh thì chợt thấy rất buồn lý thiên thủy ôm lấy cô không sao đâu không sao đâu sau đó anh nói vứt nhánh cây trong tay em đi nó đụng vào đầu anh này lương tị nín khóc mỉm cười Lý Thiên Thủy cầm lấy nhánh cây trong tay cô ném sang một bên, vừa ướt vừa bẩn chết đi được. Sau đó, anh xuề bàn tay bẩn của cô ra, hỏi, có khăn giấy không? Lương Tị cười, nói không có. Xem em ngốc chưa kìa. Lý Thiên Thủy kéo vạt áo len của mình lau tay cho cô. Lương Tị vẫn rất vui, rất rất vui. Vừa rồi cô còn đang ước nguyện, nói rất muốn gặp anh, quay người lại liền nhìn thấy anh rồi. Cô ôm Lý Thiên Thủy lắc qua lắc lại. Lý Thiên Thủy cũng rất hiểu ý, anh ôm cô xoay một vòng. Rồi cả hai lại cười ngây ngô. Lương Tị nhớ ra một chuyện, muốn Lý Thiên Thủy xem video về một cặp đôi rất nổi tiếng đang ôm nhau. Cô cũng mặc kệ Lý Thiên Thủy có chịu hay không, trực tiếp cúi xuống đưa tay ra sau đũng quần, thúc giục anh, mau lên nào. Lý Thiên Thủy nhìn tư thế kỳ lạ của cô. Anh cũng duỗi tay ra sau từ đũng quần, đầu cúi xuống anh không hiểu gì hết kéo tay cô, nhưng không được, hai người trực tiếp ngã xuống đất. Dù có ngã, Lương Tỵ vẫn thấy rất thỏa mãn, vừa ôm đầu vừa cười. Lý Thiên Thủy bị cô lây nhiễm, hỏi cô, vui lắm à? Lương Tỵ cũng không thể nói được tại sao mình lại vui, nhưng cô vui lắm. Hai người ôm nhau lắc qua lắc lại một hồi, khi Lương Tỵ dần dần bình tĩnh lại, Lý Thiên Thủy nghiêng đầu hôn cô, đầu tiên là hôn nhẹ từng cái, sau đó là mút sau đó mới có chừng mực dừng lại thúc giục cô đã muộn rồi nên trở về thôi em lương tị gật đầu lý thiên thủy nhìn cô tối mai chúng ta có thể gặp nhau không đương nhiên lương tị nghiêm túc nói đêm nay không tính anh tới tìm bạn chúng ta tình cờ gặp nhau thôi lý thiên thủy rất hợp tác đúng sau đó anh nói vừa lúc anh có hẹn với chị của em vào xế chiều ngày mai gần tối anh đi mua thức ăn em muốn ăn gì? Chuyện đề cử, một nắng hai sương đến ngủ cùng anh. Cùng nhau đi mua đi, em biết chỗ nào bán đồ ngon. Lương Tị nói. Được, anh chờ em tan làm. Xe của anh đâu? Đậu ở phía trước, có chỗ đậu xe. Ừ, vậy anh về đi. Lương Tị dục anh. Anh nhìn em về nhà. Lý Thiên Thủy dục cô. Lương Tị đi từng bước về nhà lý thiên thủy vẫy tay với cô cô xoay đầu lưu luyến chạy trở lại lý thiên thủy cũng theo ý cô ông hôn cô một lúc lúc này cô mới nhảy chân sáo quay trở lại biệt thự lý thiên thủy cũng xoay người về nhà nghe thấy tiếng cô gọi sau lưng lý bi bi lý thiên thủy quay lại lương tị vẫy tay với anh tối nay được gặp anh em rất vui lý thiên thủy rất vui anh cũng vậy khi ra khỏi khu dân cư anh gọi điện cho lý thiên vân nói cuối năm anh muốn mua một căn nhà xem tình hình tài chính có thể rút một khoản tiền hay không lý thiên vân biết anh mình sẽ không dễ dàng mở miệng như vậy vì vậy trực tiếp đáp ứng đừng nói cuối năm hiện tại có thể mua luôn lý thiên thủy cân nhắc để cuối năm đi số tiền này chắc chắn có thể rút ngay bây giờ nhưng rút bao nhiêu cũng sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh hơn nửa chuyện giữa anh và lương tị không thể giải quyết chỉ bằng một căn nhà ổn định kinh doanh là giải pháp lâu dài để tiền được tạo ra liên tục đây là cách tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề của họ tiền từ tài khoản đã được giải tỏa của lý thiên vân cũng như khoản tiền thu về được từ hai ngày trước đều đã đem trả nợ hết còn lại đều là tiền đang đầu tư vào kinh doanh vốn cũng không đáng bao nhiêu mọi khoản tiền kiếm được và mọi khoản nợ đã trả đều được ghi lại rõ ràng trên phần mềm điện thoại di động hiện tại đã xóa hết nợ nần chỉ còn việc kiếm tiền mua nhà cưới vợ sinh con. Chỉ cần nghĩ đến việc cưới vợ sinh con là anh đã có được sức mạnh và niềm hạnh phúc vô tận. Chương 58, C58, vui mừng. Lương Tị quay trở lại biệt thự, ba Lương nói cô lớn đầu rồi mà còn ngã cả người toàn là đất cát. Ông luôn ngủ rất muộn, đang ngồi nhâm nhi rượu với dượng nhỏ. Lương Tị xoa cánh tay lạnh cống của mình, nói trời vừa mới mưa, dặn họ ngày mai mặc quần áo dày hơn vì thời tiết sẽ thay đổi rồi lon ton chạy lên lầu tắm rửa luôn. Dượng nhỏ thấy cô lên lầu liền nói chuyện phím với ba lương, hỏi có phải tiểu tỵ lại quay lại với cậu con nhà họ tưởng rồi không? Vừa rồi ra ngoài hút thuốc, ông ấy nhìn thấy tiểu tỵ đang đứng bên đường với một người đàn ông. Nhìn vóc người của người đàn ông này có chút giống cậu con nhà họ tưởng. Ba lương ấp úng, nhưng cũng không nói rõ ràng. Trên lầu, lương tỵ tắm xong đi ra ban công đóng cửa sổ, bên ngoài đã chuyển thành mưa phùn vừa rồi hai người đứng đó trò chuyện như những kẻ ngốc quần áo ướt sũng nhưng họ cũng không hề nhận ra cô đã gửi một tin nhắn cho lý thiên thủy anh về nhà nhớ tắm nước nóng cẩn thận kẻo bị cảm lạnh lý thiên thủy trả lời ừ lương tị nhìn màn đêm vô tận cảm thấy vui vẻ trở lại bàn ngồi xuống tiếp tục viết tiểu thuyết cô thấy ngồi viết như vậy không có cảm hứng nên ông máy tính bản ngồi luôn xuống sàn gỗ cô cẩn thận phân tích chính mình vì sao đêm nay gặp được lý thiên thủy tôi lại thấy hào hứng như vậy tôi nghĩ có lẽ từ góc nhìn của một người sống sót chứng kiến sự biến mất của một sinh mệnh điều này đã khơi dậy trong tôi sự khao khát trân trọng và thậm chí là lòng biết ơn đối với cuộc sống tôi biết ý nghĩ này là thái quá và thiếu tôn trọng đối với những sinh mạng đã mất nhưng tôi không thể làm trái với lương tâm mình vì tôi thật sự nghĩ vậy đồng thời tôi cũng thật sự cảm thấy thương cho cô gái ấy tôi nghĩ Tôi vừa có những người tôi yêu thương lẫn cả những người yêu thương tôi và họ đều khỏe mạnh ở bên cạnh tôi, vậy thì tôi còn có lý do gì mà không biết ơn. Lúc này cô lại nghĩ đến bản thân mình sao lại ngu ngốc như vậy, càng cảm thấy biết ơn ba mẹ và chị gái đã kéo cô từ cõi chết trở về. Lấy tâm trạng bây giờ nhìn lại, nếu như 10 năm trước cô thật sự chết đi như vậy, cô thật sự sẽ đau lòng sao? Nghĩ rồi cô chạy xuống phòng ngủ chính dưới lầu, nhìn mẹ lương đang ngủ say trên giường thật ra cô rất muốn ông bà nhưng lại ngại quá khi đó mẹ lương là người đầu tiên phát hiện ra cô và đã kịp thời tiến hành các biện pháp sơ cứu sau khi nhìn xong cô lại chạy lên lầu ba lương ở trong phòng khách mắng cô nửa đêm nửa hôm không ngủ mà chạy tới chạy lui làm gì cô mặc kệ nằm sấp trên sàn đung đưa chân tiếp tục viết tác phẩm của tôi vẫn luôn né tránh cái ác trong bản chất con người tôi không viết ra là vì mọi người ai cũng đều có nó cả Tôi biết nó có sức mạnh như thế nào. Cái có thể chống lại nó là cái thiện trong bản chất con người, tôi cũng biết sức mạnh của cái thiện lớn đến mức nào, nên tôi muốn cố hết sức mình để ca ngợi nó. Bản chất con người vốn có cả thiện lẫn ác, và cái ác trong bản chất con người cần được đối diện thẳng thắng, cần được cái thiện dập tắt và pha loãng từng chút một, khi viết đến đây, cô ngẫm đi nghĩ lại, xoa xoa cánh tay nổi da gà, cảm thấy ngượng. Dứt khoát xóa hết đi xóa xong cô không muốn viết tiếp nữa, vì cảm hứng đã không còn. Cô bắt đầu tập gặp bụng, vì cô lại cảm thấy bụng mình tròn lên một vòng rồi. Mới làm được hai cái, cô bắt đầu tìm lý do, đối với chuyện quan trọng như giảm cân này, nhất định phải có kế hoạch. Cô lập thời gian biểu cho bản thân, mỗi ngày chạy mấy giờ, thời lăng bao nhiêu hiệp, gặp bụng bao nhiêu cái, tất cả đều được viết rõ ràng. Viết xong cô đứng dậy, nếu ngày mai sẽ bắt đầu giảm cân, vậy thì tại sao đêm nay không tranh thủ ăn cho xả láng nghĩ xong cô lấy nồi lẩu tự sôi đã giấu sẵn chạy lên sân thượng ăn sáng sớm hôm sau ba lương và dượng nhỏ đi luyện thái cực quyền lúc về hai người thay giày rồi than vãn nói mấy lão già kia dùng dây to cỡ ngón tay chơi con quay y như là diễn xiết có gì hay ho đâu còn có người nện người mình vào thân cây tên gọi y như cách họ làm là nện cây cách rèn luyện bậy bạ gì không biết nữa với di sản văn hóa phi vật thể của nước ta, văn hóa truyền thống do nho giáo và lão giáo để lại, thái cực quyền không tốt sao? Dượng nhỏ rất tán đồng. Hai người họ ngoại trừ thái cực quyền ra thì đối với phương pháp rèn luyện nào cũng đều chê một lượt. Bọn họ đang luyện thái cực quyền rất tốt, có người lại nói họ chiếm quá nhiều chỗ, nên nhường một không gian nhỏ cho những người chơi con quay. Lương Tị khó hiểu, nhóm thái cực quyền của bọn họ chỉ có 5-6 người, có thể chiếm bao nhiêu đất được chứ? Điều cô không biết là để tỏ ra khí thế, bọn họ mỗi người đứng cách nhau một khoảng ít nhất 3-4 mét. Sáu người chiếm một diện tích rất lớn. Mà chỗ để tập thể dục buổi sáng trong khu dân cư vốn không lớn bao nhiêu. Ba lương vẫn chỉ trích, bà không ưa mấy tên đàn ông nhảy trong quảng trường với mấy bà phụ nữ, lắc mông lắc tay, chẳng khác nào đàn bà, mất hết mặt mũi đàn ông. Dượng nhỏ nhìn quanh phòng khách, xác định gì nhỏ cũng ra ngoài tập thể dục buổi sáng, liền bắt đầu hùa theo lên án những người khiêu vũ ở quảng trường. Đặc biệt là kiểu khiêu vũ nam nữ. Dì nhỏ thích kiểu khiêu vũ này, nhưng đối tượng nhảy cùng không phải là dượng. Mẹ lương đỡ eo đi qua đi lại, vì không thể nói dượng nhỏ nên bà dục ba lương đi rửa tay rồi ăn cơm, đừng cả ngày nhiều lời như vậy. Lương tị cảm thấy buồn cười nhưng không dám nói gì. Đều là tập thể dục như nhau cả, hơn thua nhau làm gì không biết nữa cô đang làm sandwich định mang đến nhà máy cho lương minh nguyệt ăn chị thích ăn sandwich do cô làm do trong nhà ồn nên hôm qua chị ngủ ở khách sạn cô cũng làm một cái sandwich kẹp rau củ nó là bữa ăn kiêng vào buổi trưa của cô dượng nhỏ không sợ mẹ lương hoàn toàn không biết khách sáo khi ở nhà người khác thừa dịp gì dị nhỏ không có ở đây ngồi vào bàn trà pha trà cứ như mình là ủy viên chính trị không bằng không đúng, người ta vốn là cựu ủy viên chính trị mà. Nhận thức tư tưởng của các chị vẫn chưa đủ, đã trăm ngàn năm trôi qua mà vẫn không có một chút tiến bộ nào. Xưa kia là thê thiếp tranh đấu, bây giờ đồng nghiệp tranh đấu, mẹ chồng nàng dâu tranh đấu, kẻ thứ ba tranh đấu. Phụ nữ các chị vốn hung hăng từ tận trong xương, tự hạ thấp chính mình. Dượng càng nói càng giỏng dạc, hết ở chỗ làm đấu với đồng nghiệp, ở nhà lại đấu với mẹ chồng và chồng, con lớn thì đấu với con, Bây giờ tới đấu với con dâu, các chị không thể ngồi yên. Nói đến đây, ba lương ho khan một tiếng, qua cửa sổ sát đất, ông đã nhìn thấy dì nhỏ đang vui tươi hớn hở ông bối bối về. Lý do trực tiếp khiến dì muốn ly hôn với Dượng là vì những lời mà Dượng đã nói. Dì nói lúc dì nhịn nhục mẹ chồng, Dượng giả câm giả điếc, bây giờ phải nhịn nhục con dâu, Dượng lại lớn tiếng nói ra những lời này. Điều khó nuốt trôi nhất đối với dì là vì cả con trai và chồng đều không đứng về phía dì dì nhỏ trở về thấy bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn ăn dì đi rửa tay rồi trực tiếp ôm con chó vào bàn mẹ lương ngăn dì lại nói trong nhà không được phép ông chó vào bàn ăn dì không quan tâm nói trước kia còn có quy tắc không cho phụ nữ ngồi vào bàn ăn nữa kìa nói đến đây chủ đề lại thay đổi dì quay sang lương tị vừa lột trứng lột vừa nói mấy đứa kêu gọi giải phóng phụ nữ cũng không thể chỉ giải phóng những người trẻ tuổi như mình thôi được phải giải phóng cả những người như dì nữa. Bọn dì cũng làm việc gần hết cuộc đời, hầu hạ con cái nửa đời, khổ sở nửa đời người. Hiện tại dì cũng muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới. Dì nói điều này với Lương Tỵ, nhưng thực chất là nói cho Dựng nghe. Dựng nhỏ sau khi về hưu muốn ở nhà ngầm kẹo chơi với cháu, nhưng dì nhỏ thì không muốn vậy. Dì thành lập một đội khiêu vũ, thỉnh thoảng đi du lịch khắp nơi cùng mấy người bạn của mình những ngày tháng như vậy quá dễ chịu. Con dượng nhỏ tuy là nhớ cháu, nhưng suốt ngày chạy đến nhà con dâu cũng không hay, nên ở nhà tìm chuyện này chuyện nọ để làm. Mẹ lương dục lương tị đi làm, xong rồi cũng ra đứng ở sân trước, muốn được yên tĩnh. Đừng nói lương minh nguyệt không thể chịu được, ngay cả bà cũng sắp không thể chịu đựng được nữa rồi. Mà người trong nhà cũng không hề hay biết gì, vì nói bằng giọng lanh lảnh, nói sống ở đây cũng sẽ không ở không, Dì đã âm thầm học nấu những món dinh dưỡng từ dì nấu ăn Bây giờ cho dì kia nghỉ đi, dì sẽ nấu ăn miễn phí cho họ Lương tị mang theo bữa trưa ra khỏi nhà, nhìn thấy mẹ Lương đang đứng trong sân với vẻ mặt buồn bã Hai mẹ con nhìn nhau rồi cười hiểu ý Lương tị nói bà có thể đến nhà hàng xóm chơi Mẹ Lương lắc đầu, sức khỏe mẹ không được tốt, tùy tiện đến thăm sẽ phiền nhà người ta Bà đưa tay lấy hạt mẹ đen trên khóe miệng cô xuống, cười với cô giống tiểu môi bà quá đi. Bà Mai nhỏ. Nhưng cũng đã trở thành cách gọi riêng của một bé gái hóa trang thành nhân vật bà Mai. Lương tị cười không ngừng, nói lúc về sẽ mua đồ ăn ngon cho bà. Mẹ Lương tránh đường, cười dục cô, mau đi làm đi. Lương tị lùi xe ra, vẫy tay với mẹ Lương, mẹ, con đi làm đây. Lái chậm thôi, đừng hấp tấp như chị con. Dạ. Mẹ Lương ngẩng đầu nhìn trời, mây mù mịt, chắc hôm nay sẽ có mưa lớn. Nghĩ rồi chạy lên vài bước, muốn hỏi cô có mang theo dù không, nhưng cô đã đạp chân ga phóng đi mất hút rồi. Lương tị mang theo trái tim tràn đầy hạnh phúc đến nhà máy, đi theo giám đốc mới kiểm tra phân xưởng tủ phòng tắm. Xưởng tủ phòng tắm vốn là do Lương Minh Nguyệt ông đồm, Lương tị căn bản không hề đụng đến. Công nhân trong xưởng làm việc rất có trật tự, không giống như xưởng bồn cầu của cô, công việc rảnh rang, công nhân đứng siêu siêu vẹo vẹo, thấy quản lý không có ở đó liền lấy hạt dưa trong túi áo khoác ra cắn sau khi kiểm tra lương tị vẫn đang đắm chìm trong việc ghi chép giám đốc mới cười nói cô không cần phải cầm sổ theo sau mình như học sinh tiểu học như vậy đề nghị cô nên dùng một cây bút ghi âm đợi có thời gian thì sắp xếp lại anh ấy biết lương tị được lương minh nguyệt sắp xếp để học hỏi từ mình mà anh ấy cũng không có gì phải giấu dếm cả lương tị cảm thấy đề nghị này quá hay cô cũng không muốn đi theo anh ấy như vậy đâu mất hết mặt mũi xếp nhỏ của cô bên kia xe tải vận chuyển hàng hóa đã chuyển trái cây sấy đến mọi người đang lấy hàng xuống ba bốn ngày nữa là đến tết trung thu rồi lương tị mở một thùng ra xem thử cũng không tệ lắm nói với họ là tan ca nếu trời không mưa thì sẽ phát quà còn nếu trời mưa thì đợi ngày khác sẽ phát các công nhân liền nói hôm nay phát đi không sợ trời mưa vì bọn họ có dù rồi lương tị cười thành tiếng quà cũng đâu có mọc chân chạy mất sau đó cô nói với họ thể theo nguyện vọng của mọi người quà sẽ được phát trong tiệc giao lưu buổi trưa lương tị đến văn phòng của lương minh nguyệt ăn cơm cô mở tủ lạnh nhỏ lấy hai chiếc bánh sandwich mà lúc sáng mình đã chuẩn bị ra bánh sandwich của lương minh nguyệt lớn gấp ba lần của cô lớn đến mức lương minh nguyệt không biết làm thế nào để ăn nó vì nó quá dày giống như một chiếc hamburger siêu lớn chị nhìn chiếc bánh sandwich rồi lại nhìn lương tị em bị ngốc đúng không lương tị không có thời gian để nói chuyện với chị cô đói sắp chết rồi cắn hai ba miếng đã ăn xong phần của mình sau đó từ từ hút sữa tách béo ăn vậy no không lương minh nguyệt nhìn cô chị vừa làm việc vừa tranh thủ cắn một miếng bánh sandwich em đang giảm cân lương tị nghiêm túc nói nói xong cô nhìn chiếc bánh sandwich của lương minh nguyệt Chị chỉ cắn một miếng nhỏ rồi đặt sang một bên. Vì quá dày nên tôm và nước sốt sền sệt bên trong tràn cả ra ngoài. Lương Minh Nguyệt vẫn đang đau đầu về nhà máy mới, chị không có tâm trạng để ăn. Lương Tị vặn bình giữ nhiệt đựng canh, nói nó rất tốt cho dạ dày, chị nhất định phải uống hết. Lương Minh Nguyệt nếm thử, em nấu hả? Dì nhỏ nấu đó, dì rất chú ý đến việc bồi bổ. Lương Tị nhìn quýt của chị, nói. Lương Minh Nguyệt uống thêm vài ngụm rồi đứng trước cửa sổ gọi điện thoại. Lương Tị nhìn chiếc bánh sandwich trên bàn, nhanh chóng cầm lấy, há miệng hết cỡ cắn một miếng lớn. Cắn xong thì đặt nó trở lại vị trí cũ, xoay lưng lại nhai. Cuối cùng cũng nhai xong, Lương Minh Nguyệt vẫn còn đang nói chuyện điện thoại. Cô nhìn chiếc bánh sandwich, rõ ràng là đã bị cạp một miếng lớn, cô lại cầm lên cắn một miếng nữa, cố gắng làm cho nó cân đối để không bị phát hiện lần này cắn xong, cô rất thông minh trốn đi. Khi Lương Minh Nguyệt quay lại sau cuộc điện thoại, bánh sandwich trên bàn đã bị ăn một nửa. Chị không nhịn được cười, khẽ mắng Lương tỵ, tật xấu. Bánh sandwich trong miệng Lương Tị vẫn còn chưa nhai xong, cô lấy hai tay che miệng lại nhai, sau khi nhai xong. Cô cảm thấy hôm nay mình đã giảm cân một cách vô ích rồi. Dù sao cũng không nhìn được, không bằng đợi đến thứ hai tuần sau rồi hẳn chính thức giảm cân. Thứ hai tốt lành, có vẻ long trọng hơn, cũng tượng trưng cho một khởi đầu mới. Hơn nữa tối nay Lý Thiên Thủy muốn nấu cơm, không ăn thì không phải phép. Cô vui vẻ đạt được thỏa thuận với chính mình, sau đó nhờ cậu tìm người mua cho mình một phần bún cây. Chương 59, C59, hoàng tử bé và con cáo. Buổi chiều uống trà với đối phương cũng coi như vừa ý, chỉ cần người anh cả gật đầu nữa thì coi như đạt được thỏa thuận. Bây giờ người em thứ hai và thứ ba đều đã đồng ý bán lý thiên thủy và lương minh nguyệt bước ra khỏi quán trà lý thiên thủy nói tốt hơn là để anh nói chuyện với người anh cả trước nếu không ổn anh sẽ mời ba anh em họ cùng nói chuyện lương minh nguyệt gật đầu vậy thì phiền anh vừa lúc chị cũng không rảnh để tìm bọn họ nói chuyện giao phó cho người ngoài cũng bất tiện việc nhà máy sẽ chuyển đến thành phố ngoại trừ người nhà họ lương ra thì không ai biết hết cả nếu tiết lộ ra ngoài quá sớm Chắc chắn công nhân sẽ trở nên tiêu cực trong công việc, dễ dàng xúc động. Hơn nữa đất đai còn chưa thương lượng xong, làm không khéo có khi lại trở thành trò cười. Vấn đề này để cho Lý Thiên Thủy từ bên ngoài trở về giải quyết là lựa chọn không thể nào tốt hơn. Mặt khác, xuất phát từ lòng riêng, Lương Minh Nguyệt cũng muốn kiểm tra năng lực của Lý Thiên Thủy. Lương Minh Nguyệt đứng bên đường nghe điện thoại, ba Lương để dì nhỏ gọi điện thoại cho chị, nói ông đói bụng muốn ăn thịt cừu nướng kêu chị lúc về thì mua một phần lương minh nguyệt tiện tay gọi cho lương tị nói ba lương muốn ăn thịt cừu nướng lương tị nói chị mua đi trong nhà ồn ào quá nên cô định tối nay sẽ ở lại căn hộ trước khi cúp máy cô còn nói với chị là đừng mua thịt cừu nhiều mỡ vừa cúp điện thoại một chiếc ô tô lao nhanh qua lương minh nguyệt bị nước ven đường hất tung tóe khắp người phần thân trên của chị là một chiếc áo sơ mi lụa trắng trước ngực bị dính một vết bẩn lớn lý thiên thủy tiễn người xong quay lại đó nhìn thấy vết bẩn trên ngực áo chị định cởi chiếc áo khoác mỏng bằng vải lanh của mình cho chị mượn không cần lương minh nguyệt vừa lên xe vừa nói tôi sẽ liên lạc với anh sau thấy chị lên xe rời đi lý thiên thủy gọi điện cho lương tị hai người hẹn gặp nhau ở chợ lương minh nguyệt cũng có một chiếc áo khoác trong xe chị lại bận rộn với những chuyện khác trước khi về nhà thì vòng qua thái hòa cư mua thịt cừu nướng về đến nhà thì mọi người đã ăn tối xong rồi chỉ có ba lương là vẫn còn giữ bụng háo hức chờ món thịt cừu nướng dì nấu ăn ở nhà cũng làm được nhưng dì ấy chỉ dùng thịt nạc ăn không ngon lương minh nguyệt lấy một phần ba thịt cừu nướng cho ông ăn phần còn lại thì để vào tủ lạnh ba lương rất hài lòng vui vẻ ngồi đó ăn vừa ăn vừa nói trong tủ lạnh có bánh trung thu tô thức do một người bạn đặc biệt mang đến lúc chiều lương minh nguyệt mở ra nhìn tìm hương vị mà mình thích Mẹ Lương đi ra thấy vậy thì dặn chị để dành bánh ngọt cho em gái con, con bé không ăn mặn. Lương Minh Nguyệt tìm hồi lâu, bên trong toàn là vị mặn, đẩy ra, con cũng không ăn mặn. Ủa, có bánh ngọt mà. Ba Lương khó hiểu, ông đã cố ý để lại hai cái bánh ngọt. Mẹ Lương không trả lời, chắc là em gái bà lén ăn rồi. Cả nhà đã quen ăn bánh trung thu ngọt, không ai ăn bánh trung thu mặn cả. Ba Lương lẩm bẩm hai cái bánh nhân ngọt đã đi đâu, Lương Minh Nguyệt cảm thấy trong nhà yên tĩnh lạ thường, đang định hỏi gì nhỏ đã đi chưa thì nghe được tiếng chó sủa từ sân sau. Mẹ Lương nói, lúc chiều tối có mưa lớn, nghe nói bên ngoài khu dân cư khắp nơi đều là cá nên gì con đi bắt cá rồi. Ba Lương cũng nói, lúc đó trời đổ mưa lớn, sân sau của nhà mình gần như ngập nước. Ba đã gọi ban quản lý đến xem, họ nói sẽ làm sạch đường ống thoát nước. Lương Minh Nguyệt muốn đi xem, ba lương dặn chị đừng để con chó vào đây, bàn chân bẩn của nó sẽ làm hỏng thảm trong nhà. Nhìn qua kính, Lương Minh Nguyệt thấy toàn bộ rau mà lương tị trồng đều đã bị chó moi. Hung thủ đang nằm trong chiếc ổ tạm bợ của nó, dơ hầy. Lúc trời mưa không để ý, không biết tại sao nó lại chạy ra ngoài. Lát nữa để dì con về mang nó đi tắm. Ba Lương nói, dì nhỏ của con coi con chó này còn hơn là cháu trai ruột không thì con trai gì ấy việc gì phải phàn nàn. Lương Minh Nguyệt đứng trước cửa kính nhìn ra sân sau, ba Lương đang cằn nhằn lãi nhãi, giọng nói của ông cứ như bị thời gian và không gian ngăn cách, chị không nghe rõ lấy một chữ nào. Chị vừa vào phòng làm việc thì gì nhỏ về, khắp nhà đều là giọng nói của dì. Chị không thể tập trung làm việc được nữa, mà việc này cũng không gấp, chị nổi hứng lên muốn đến căn hộ của Lương Tị. Mà Lương Tị vừa tan làm thì trực tiếp đến chợ luôn, vui vẻ theo sát lý thiên thủy mua thức ăn hai người đi loanh quanh hơn nửa tiếng đồng hồ mua đầy hai túi ra khỏi chợ họ thấy một cụ bà bán rau ven đường bà đã bảy tám mươi tuổi nhưng lại ăn mặc không giống người già trên cổ quàng một chiếc khăn lụa nhỏ cổ tay thì đeo đồng hồ kiểu cũ áo sáng màu và váy hoa giọng nói nhẹ nhàng giống như một cô gái nhỏ ngày đó lương tỵ đã trò chuyện với bà bà nói đồ mà bà mặc đều là đồ của cháu gái bà bỏ đi không mặc nữa vẫn còn rất tốt đem bỏ thì tiếc quá lương tị khen bà nói bà mặc rất hợp bà cụ cười rất vui lương tị kéo cánh tay của lý thiên thủy kêu anh hãy nhìn bà cụ ấy nói khi mình già rồi cũng muốn vui vẻ như vậy lý thiên thủy đi qua đó mua một bó hẹ và hai quả cà chua trên đường trở về căn hộ trời bắt đầu mưa đến bãi đậu xe của khu chung cư thì chuyển mưa lớn hai người ngồi trong xe đợi 20 phút mà cũng không thấy ngừng. Lý Thiên Thủy đề nghị để anh đội mưa lên lầu lấy dù rồi xuống đón cô. Ngay khi Lý Thiên Thủy lao ra, Lương Tị cũng nghịch ngợm đi theo anh. Hơn nữa, cô còn lững thững bước đi dưới cơn mưa trút nước, như thể đang đóng vai nữ chính trong phim thần tượng vậy. Lý Thiên Thủy thật muốn đánh cô, vòng trở lại kéo cô chạy. Khi đến tòa nhà, cả hai người đều ướt sũng, ngay cả giày cũng dính đầy nước lương tỷ không thể ngừng cười trước bộ dạng chật vật của anh lý thiên thủy mặc kệ cô chỉ lo nhấn thang máy mưa mùa thu tuy mát mẻ nhưng bị ướt như vậy lương tỷ hắt hơi lý thiên thủy mắng cô vài câu vương tay ông lấy cô cố gắng giữ ấm cho cô lương tỷ ông anh thành thật dựa trên vai anh miệng la hét nói là lạnh quá lạnh quá lý thiên thủy chỉ ông chặt lấy cô mà không nói lấy lời nào lương tỷ ngước mắt nhìn anh muốn hôn anh Lý Thiên Thủy nghiêng mặt đi, có camera. Thang máy cứ dừng ở tầng 26 không chịu xuống. Lý Thiên Thủy nhấn vài cái mà vẫn không thấy phản ứng gì. Lương Tị nói với anh, vội gì chứ? Lý Thiên Thủy trao đổi ánh mắt với cô, vẫn im lặng. Lương Tị nhìn anh bằng ánh mắt sâu xa, không cho phép anh trốn tránh, cứ nhìn anh như vậy. Lý Thiên Thủy vội quay mặt nhìn chầm chầm vào màn hình hiển thị của tầng trệt. Lương Tị vỗ nhẹ vào lưng anh, không để anh khó xử nữa lý thiên thủy lại ông chặt cô hôn lên trán cô kiên nhẫn chờ thang máy đi xuống cuối cùng khi ra khỏi thang máy và về đến nhà lý thiên thủy trở tay khóa cửa lại ông cô đi vào phòng tắm hơn nửa tiếng sau họ mới ra ngoài bên ngoài mưa đã nhỏ lại lương tị thoải mái nằm trên giường lý thiên thủy cầm dù ra xe lấy đồ ăn sau khi đem đồ lên anh đem quần áo ướt của hai người ném vào máy giặt rồi vào bếp lặt rau nấu bữa tối Lương Tị vốn muốn đi qua phụ anh, nhưng nhìn thấy tấm lưng trắng chắc của anh, cô không khỏi đưa tay ra ôm lấy, trước tiên là cắn một cái, sau đó làm nũng không khác gì một con mèo con. Lý Thiên Thủy quay đầu lại hôn cô, Lương Tị vuốt ve mặt anh, nói ra lời tận đáy lòng mình, em yêu anh. Lý Thiên Thủy cười thành tiếng, anh cũng yêu em. Lương Tị giúp anh lạc rau, nhưng Lý Thiên Thủy ngăn cô lại, để anh, em đi nghỉ ngơi đi. Không sao, chuyện nhỏ mà anh bình thường em phải chăm sóc người nhà, đến đây thì em chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Lý Thiên Thủy nói. Lương Tị rửa tay, không lạc trâu nữa, nhưng cũng không đi ra ngoài mà ở một bên nhìn anh. Sau khi nhìn một lúc, cô quay trở về giường, tiện tay cầm một cuốn sách lên, lật đến trang có dấu trang và đọc một cách sinh động. Bạn hãy cảm hóa tôi đi. Con cáo nói. Trích từ Pháp Esen Esu Peri, Hoàng tử bé. Cảm hóa là gì? hoàng tử bé hỏi đó là một vấn đề mà mọi người thường bỏ qua cảm hóa chính là tạo dựng mối quan hệ cáo nói tạo dựng quan hệ phải với tôi mà nói bạn chỉ là một cậu bé bình thường không khác gì trăm ngàn cậu bé khác bạn không cần tôi và tôi cũng không cần bạn và đối với bạn tôi cũng chỉ là một con cáo bình thường giống như trăm ngàn con cáo khác nhưng nếu bạn cảm hóa được tôi chúng ta sẽ cần nhau và với tôi bạn là duy nhất trên thế giới này với bạn tôi cũng là duy nhất không biết từ lúc nào mà lý thiên thủy đã đến ngồi trên tấm thảm trước giường cầm lấy cuốn sách trong tay cô đọc lớn bằng giọng điệu của con cáo thế là hoàng tử bé đã cảm hóa con cáo nhưng khi thời khắc ly biệt đến gần con cáo lại nói ôi tôi sẽ khóc mất đều là lỗi của bạn lương tị dùng ngữ điệu của hoàng tử bé nói tôi chưa từng muốn tổn thương bạn là do bạn hết lần này đến lần khác muốn tôi cảm hóa bạn. Truyện Việt Nam. Từ, đúng vậy. Cáo nhìn cô. Thế thì chẳng ít lợi gì cho bạn cả. Hoàng tử bé nhìn anh. Không. Nó tốt cho tôi vì màu sắc của cánh đồng lúa mì. Cáo nói, bạn có mái tóc vàng, từ nay về sau tôi sẽ yêu cánh đồng lúa mì vàng ống và tiếng gió nơi đó. Lý Thiên Thủy đọc xong và đóng cuốn sách lại, nhìn cô anh lại đói rồi. Nói xong, anh kéo chiếc váy ngủ hai giây của cô lên, ngậm lấy và mút. Nhất chân, cả người trực tiếp từ dưới đất trèo lên giường. Lương Tị bị gợi tình, gọi tên anh. Lý Thiên Thủy không chịu theo cô, muốn trò giỏi hơn thầy, ngẩng đầu nhìn cô, anh đang ăn gì đây? Giờ thì Lương Tị đã biết xấu hổ, hoàn toàn quên mất rằng vài ngày trước, cô là một tài xế già lành nghề đã chỉ dẫn và hô hào với anh, em muốn làm tình với anh cô không nói gì cô càng im lặng lý thiên thủy lại càng muốn hỏi hơn nữa anh còn có hàng ngàn cách để nghiền nát cô vú của em lương tị liều luôn dù sao cái hình tượng ngây thơ không biết gì mà cô dạy công tính toán cũng đã sụp đổ cô nhìn vào mắt anh buông thả mình nói anh mới vừa ăn vú của em và cả lúc đợi thang máy dưới lầu anh muốn lý thiên thủy che miệng cô lại lập tức kéo chăn đắp lên người hai người lương tị càng đắc ý hơn nói với anh giả đứng đắn rõ ràng là em trai của anh đã cứng suỵt 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 cái gì mà suỵt đây là nhà của em không có camera một khi lương tị đã không cần thể diện rồi thì lý thiên thủy không tránh khỏi bị cô chèn ép lý thiên thủy có thể làm được thậm chí anh có thể thủ dâm trước mặt cô nhưng anh ngại nói cũng ngại nghe lương tị cũng ngại khi nói ra những lời như vậy nhưng cô nguyện ý vì lý thiên thủy mà sẵn sàng nói ra những lời không biết xấu hổ ấy chính lý thiên thủy cũng không thể buông lời mỗi lần bị trêu chọc mặt anh đều đỏ bừng cảnh tượng này thật khiến lòng cô rung động và khi họ làm tình anh thích làm ở bên trong phòng tối trong bóng tối anh sẽ cởi mở hơn mạnh dạn hơn và sẽ rên rỉ thật lớn lương tị cũng thích bóng tối bởi vì khi độ nờ dê tình mắt anh sẽ sáng lên đặc biệt là vào thời điểm cực khoái Lý Thiên Thủy vương tay tắt đèn, đã chăn ra, hai người đều đổ mồ hôi thở dốc. Lương Tị thò tay vào tủ đầu giường tìm bờ cơ sở, mở ra mang cho anh, sau đó chống hai tay hai bên đầu anh, nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của anh, bá đạo nói, em muốn làm anh. Chẳng biết tại sao, nói xong cô lại cười một trận, Lý Thiên Thủy quay lưng lại, không muốn nói chuyện với cô một chút nào. Ban đầu, bầu không khí rất ướt ác, kết quả lại bị tiếng cười của Lương Tị làm cho giật mình. Lý Thiên Thủy vẫn đang lăn tăng về bữa tối, muốn xuống giường đi tắm rồi nấu cơm tiếp, nhưng Lương Tị đã ngăn không cho anh đi, bắt anh nằm sóng xoài ở đó, yêu cầu anh giúp mình thực hiện tham vọng có thể làm anh. Lý Thiên Thủy miễn cưỡng, nhưng rốt cuộc vẫn bị Lương Tị dụ dỗ thành công, sau đó không khác gì tự vả mặt mình, vì anh rất hưởng thụ. Tham vọng đã thành hiện thực, cả hai người đều thoải mái đến mức không muốn di chuyển, cứ nằm xếp chồng lên nhau như vậy, anh đè em 5 phút, em đè anh 5 phút. Lý Thiên Thủy đè cô còn chưa được một phút, cô bắt đầu la hét, nói mình sắp trở thành một chiếc bánh kẹp rồi. Rồi thì chơi xấu, nói thân hình anh to lớn, chỉ được đè cô một phút, nhiều hơn nữa chắc cô sẽ xẹp lép luôn. Đến lượt cô đè anh, cô lại tìm cách kéo dài thời gian, bởi vì nằm sắp trên lưng anh thật sự rất thoải mái. Hai người họ giống như những đứa trẻ, ham chơi nhìn đói. Gần 9 giờ rồi mà họ vẫn còn chưa ăn tối hai người bọn họ lúc về đã ở trong phòng tắm làm một lần, vừa rồi lại thêm một lần nữa, vừa mệt vừa đói, động một ngón tay cũng không muốn. Lương Tị đề nghị hay là gọi đồ ăn giao đến, nhưng họ lại quá lười tìm điện thoại nên cứ nằm trên giường như vậy. Thực ra không hoàn toàn là do lười biếng, mà là vì họ không muốn tách ra, lúc này đây họ chỉ muốn dính lấy nhau mà thôi. Cảm giác thỏa mãn tinh thần tuyệt vời này đã lấn át hoàn toàn cơn đói trong cơ thể. Lý Thiên Thủy đè lên lưng Lương Tị, cuốn lấy chân tay và hôn lên lưng cô, nói quần áo trong máy giặt sắp nhăn hết rồi. Muốn nhăn thì cứ cho nó nhăn đi. Lương Tị không thèm để ý, cho dù có động đất sóng thần cũng đừng hòng bắt cô di chuyển. Lý Thiên Thủy há to miệng cắn bờ vai mịn màng của cô, thật là muốn ăn em vào bụng cho rồi. Xuống đi, đến phiên em. Còn chưa tới một phút. Lý Thiên Thủy dở trò. Thôi được, em cho phép anh đè thêm một phút nữa đó. Lương tị nhìn. Lý Thiên Thủy ậm ừ, không ngớt lời cảm ơn cô. Lý Bi Bi. Lương tị gọi anh. Ừ. Thật tuyệt nếu cứ như thế này mãi mãi. Lương tị nói, hai hàng nước mắt chảy dài. Lý Thiên Thủy vẫn im lặng, dùng đầu gối đẩy hai chân cô ra. Lương tị ngầm biết ý, công người để anh vào. Lý Thiên Thủy di chuyển chậm, Lương Tị quay sang hôn anh. Theo bản năng của loài vật, cả hai cố gắng hết sức để đạt được kho, ái cảm thể xác bằng chút sức lực cuối cùng. Vào lúc cả hai đã cảm thấy thỏa mãn và mệt mỏi chuẩn bị đi ngủ, chuông cửa reo. Lý Thiên Thủy mở mắt đẩy cô, có người kêu cửa sao? Lương Tị bực mình lật người ngủ, nhà bên cạnh thôi. Sau đó điện thoại di động rơi trên mặt đất vang lên, Lương Minh Nguyệt gọi đến, kêu cô mở cửa. Cả hai giật mình ngồi dậy, vội vàng mặc quần áo rồi dọn giường. Lương Tị muốn nhét anh vào tủ quần áo, Lý Thiên Thủy bị sỉ nhục, ra vẻ muốn tự mình đi mở cửa. Lương Tị kéo anh vào nhà bếp, mang tạp về lên người anh, muốn anh đứng đó cầm muôi nấu bữa tối. Chương 60, C60, diễn còn dở lắm. Lương Tị sửa sang lại ổn thỏa, định đi mở cửa, Lương Minh Nguyệt chắc chắn là đang rất bực. Lý Thiên Thủy gọi cô lại, vì căn phòng có mùi hai người mở tung tất cả các cửa sổ, cầm đồ đạc quạt không khí một cách tuyệt vọng. Lý Thiên Thủy cho rằng đây không phải là biện pháp hay, kêu cô xịt nước hoa đi. Lương Tị lại chạy nhanh đến bàn trang điểm, cầm lấy chai nước hoa xịt khắp nơi. Sau đó ông bụng đi ra mở cửa, nói là mình bị táo bón, ngồi trong nhà vệ sinh suốt 20 phút. Lương Minh Nguyệt phớt lờ cô, còn chưa bước vào cửa đã ngửi thấy một mùi lạ cây nồng. Lương Tị ân cần đưa cho chị đôi dép, nói vừa rồi không cẩn thận làm bể chai nước hoa. Lương Minh Nguyệt thay dép lê, nhìn thấy đôi giày da nam ở một bên, không nói gì. Lương Tị lúng túng cười, sau đó chỉ vào nhà bếp, anh ấy vừa mới đến nấu bữa khuya cho em. Từ vừa được đặc biệt nhấn mạnh. Anh ấy muốn ở lại qua đêm. Lương Minh Nguyệt nhìn cô. Ha ha. Chị nói gì vậy, anh ấy chỉ đến nấu cơm cho em mà thôi, chúng em còn chưa gặp mặt ba mẹ hai bên mà lương tị ra vẻ thẹn thùng nói nói hay lắm lương minh nguyệt không nể mặt cô ngày lý thiên thủy trở lại chị thấy hai người từ khách sạn đi ra ha 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 lương tị chống một tay lên hông vừa cười vừa lén quan sát biểu cảm của chị lý thiên thủy từ phòng bếp đi ra chào chị chị minh nguyệt lương minh nguyệt gật đầu đi vào phòng tắm rửa chân ở bên ngoài có chỗ bị ngập nước giày chị bị ướt sũng Lương Tị nịnh nọt đi theo chị, giả vờ giả việc nói đêm nay hay là chị đừng về. Lương Minh Nguyệt cũng không khách sáo, trong nhà quá ồn ào nên chị đến đây ngủ. Trong khi chị đang rửa chân, Lương Tị nhanh chóng tháo ga trải giường và thay một bộ có màu sắc mà Lương Minh Nguyệt yêu thích. Sau đó cô đi vào bếp nói lời xin lỗi với anh, đêm nay chị em sẽ ở lại đây. Không sao, nấu xong anh sẽ đi. Lương Tị cảm thấy rất tiếc, Lý Thiên Thủy thì không sao cả, anh nói đêm này mưa nhiều quá, anh đoán sân của nhà anh đầy nước rồi. Nói rồi anh dục cô ra ngoài để cô ở cùng Lương Minh Nguyệt. Lương Minh Nguyệt từ phòng tắm đi ra, tạm thời thay đổi ý định, không ở trong khách sạn nữa. Lương Tị nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ. Lý Thiên Thủy cũng đã nấu xong một món ăn, mùi cơm thoang thoảng bay ra từ trong phòng bếp. Thôi thì để Lương Minh Nguyệt ở lại ăn tối, ăn xong rồi tính tiếp. Lương Minh Nguyệt ngồi xuống ghế sofa. Lương Tị đi tới rót trà nóng cho chị, nói thời tiết đột nhiên thay đổi, cẩn thận cảm lạnh. Cũng đừng ở khách sạn, đêm nay ở lại đây đi. Trong bếp, Lý Thiên Thủy mặc chiếc áo phong trắng, quần ở nhà và đeo tạp về quanh eo bận rộn đi qua đi lại. Cảnh tượng này khiến Lương Minh Nguyệt cảm thấy mình như một người thừa. Chị nhìn Lương Tị đang bận rộn, nhớ lại những chiếc bao cao su trong thùng rác trong phòng tắm, điều này khiến chị phải đối mặt với việc lương tị đã lớn và sớm muộn gì cũng sẽ rời xa chị để lập gia đình mà cô cũng khao khát có được một gia đình của riêng mình lý thiên thủy chỉ nấu bốn món đơn giản nhưng không biết là quá ngon hay là do quá đói mà tất cả đều được ăn sạch sẽ thường thì lương minh nguyệt ăn rất ít cỡ nửa chén cơm nhưng lần này chị ăn những một chén lương tị ăn liên tục hai chén tướng ăn không khác gì bị bỏ đói ba ngày Lý Thiên Thủy ăn ba chén mà vẫn chưa thấy no, nhưng anh ngại lấy thêm một chén nữa. Sau khi ba người ăn xong, Lý Thiên Thủy định mang chén dĩa đi rửa. Lương Tỷ nói để cô rửa, đã quá muộn, dục anh về đi. Đang nói thì nghe thấy tiếng mưa lớn bên ngoài qua cửa sổ. Cơn mưa xối xả kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ, ba người họ chỉ ngồi đó và chờ đợi. Lương Minh Nguyệt vẫn ổn, Lý Thiên Thủy cũng vậy, hai người thỉnh thoảng trò chuyện về công việc kinh doanh và vấn đề đất đai. Lương Tị thầm lo lắng, cô không biết làm thế nào để sống trong căn nhà nhỏ bằng lòng bàn tay này. Giờ này dù có tạnh mưa cô cũng không dám cho anh đi, không biết đường nào bị ngập, ban đêm không an toàn. Thấy đã qua 12 giờ rồi mà mưa vẫn chưa tạnh, Lý Thiên Thủy nói để anh cầm dù đi tìm một khách sạn gần đây. Lương Tị nói khu này vẫn còn đang phát triển trong phạm vi ít nhất 3 km đều không có khách sạn. Khi lần đầu tiên để mắt đến căn hộ này, cô muốn được yên tĩnh, không gian nhỏ và có cảm giác an toàn. Cuối cùng, Lương Minh Nguyệt nói, tối nay thôi vậy. Để Thiên Thủy ngủ trên ghế sofa đi. Lương Tị gật đầu, cô cũng nghĩ như vậy. Hai chị em đơn giản tắm rửa sạch sẽ đi ngủ, Lương Tị bắt đầu huyên thuyên, kéo Lương Minh Nguyệt nói chuyện không ngừng. Điều là mấy chuyện linh tinh. Lý Thiên Thủy tắt đèn, đắp chăn mỏng lên người, cuộn tròn trên ghế sofa. Lương Tị đột nhiên hét lên, ngồi dậy hỏi Lý Thiên Thủy, xe của anh vẫn còn ở chợ đúng không? Quên mất. Lúc đang nấu ăn Lý Thiên Thủy mới nhớ đến. Sau khi mua thức ăn xong, anh ngồi xe của Lương Tị về đây luôn. Lương Tị vẫn đang nói chuyện, không biết địa hình ở đó có cao không, có khi nào xe bị ngâm nước không nữa. Lương Minh Nguyệt nói với cô, đừng ồn ào nữa, đi ngủ đi. Lương tị không nói nữa. Thật ra cô hơi khát nước, trước khi đi ngủ đều thường uống một ly nước. Một lúc sau, Lý Thiên Thủy lóng nóng đứng dậy, rót một ly nước, nhỏ giọng gọi Lương tị. Lương tị đáp lại, cầm lấy nước uống. Hôm sau khi Lương Minh Nguyệt và cô thức dậy thì Lý Thiên Thủy đã rời đi, trên ghế sofa có một chiếc chăn bông được gấp gọn gàng. Lúc rửa mặt Lương Tị đụng vào người chị, hỏi một cách đầy mong đợi, chị, chị thấy anh ấy thế nào không biết chị biết rõ mà lương tị lại bắt đầu trong nhiều ngày liên tiếp cô cứ văng vẳng bên tai lương minh nguyệt nói lý thiên thủy tốt như thế này như thế kia cái gì 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 cũng tốt lương minh nguyệt rửa mặt xong nói với cô chú ý biện pháp an toàn lương tị giả vờ như không nghe thấy tùy tiện dọn dẹp nhà cửa rồi đi theo lương minh nguyệt trở về biệt thự căn hộ của cô cách biệt thự không xa dì nhỏ làm điểm tâm thịnh soạn, ba lương đã chụp lại gửi cho họ, nói trong nhà có một dì nấu ăn miễn phí, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Lúc thang máy đang xuống, lương tị nói, trước kia anh họ đã nói mấy lần trong bữa ăn, phàn nàn về dì, nói vợ anh ấy sinh cháu trai cho nhà họ viên, dì nên giúp họ chăm sóc cháu. Ban đầu lương minh nguyệt không muốn quan tâm đến chuyện này, nhưng chị không thể không nói, sau này khi có con, em phải suy nghĩ cho rõ ràng là đứa con này vì ai mà sinh nếu là cho chính em, em sẽ phải sẵn sàng chịu đựng rất nhiều, còn nếu là vì nhà chồng của em, thì trong tương lai em sẽ còn phàn nàn nhiều hơn nữa. Chị không nghĩ gì nhỏ sai. Từ lâu dì đã sớm nói với mẹ chúng ta là dì sẽ đi đâu sau khi nghỉ hưu, dì sẽ không bao giờ trói buộc mình ở nhà với các cháu. Lương Minh Nguyệt nói, ngược lại, chị thấy chính con trai và con dâu của dì mới phải chịu trách nhiệm về mặt đạo đức vì đã trói buộc dì bởi vì họ nghĩ cháu của người khác là do bà nuôi dưỡng nên gì cũng nên như vậy phụ nữ không thể giữ quan niệm tôi sẽ sinh cháu cho nhà của các người sinh con là cho mình chứ không phải cho người khác lương tị nhìn chị đó là lý do tại sao chị đến bệnh viện để phá thai năm đó lương minh nguyệt phát hiện có thai trực tiếp đến bệnh viện phá bỏ chị không có khả năng làm một người mẹ tốt lương minh nguyệt nói vậy sau này chị sẽ không chị chưa bao giờ thấy trẻ con dễ thương chị thấy chúng là gánh nặng phiền toái và trách nhiệm em thì cảm thấy trẻ con rất đáng yêu lương tị khoa tay múa chân nói hơn nữa em còn muốn sinh hai đứa lương minh nguyệt không nói thêm gì nữa hai người ra khỏi tòa nhà và tách ra tìm xe của mình vì trời mưa lớn rau của lương tị ở sân sau không chỉ bị chó đào bới mà đất cũng bị nước mưa cuốn trôi khắp nơi lúc trồng rau ba lương đề nghị cô nên xây một vòng tròn bằng gạch bao quanh vườn rau để tránh mưa lớn lương tị lúc đó một là bận hai là cho rằng như vậy rất xấu nên đã không làm lương minh nguyệt không để cô đi làm kêu cô dọn dẹp nhà cửa trước đã điều này cũng đúng như ý muốn của cô sau bữa sáng cô lên lầu thay đồ chuẩn bị đi thu dọn sân sau trong khi thay quần áo cô nhớ đến quần áo treo trên ban công ở căn hộ không biết lý thiên thủy đã treo chúng ra từ lúc nào buổi sáng anh mặc quần áo ở nhà về ư? Vốn định gọi điện thoại hỏi anh, nhưng nghĩ lại, hai người hẹn ba ngày gặp mặt một lần, ba ngày này nếu không có chuyện gì quan trọng thì sẽ không liên lạc với nhau. Cô ném điện thoại di động đi, cho dù anh có mặc gì đi chăng nữa thì cũng đâu phải khỏa thân ra ngoài. Nghĩ về hình ảnh đó làm cô cười thành tiếng. Sau cơn mưa lớn là nắng. Khi Lý Thiên Thủy về đến nhà vào sáng sớm, anh cũng đi dọn dẹp nước động trong sân. Cống rãnh lần trước không được khai thông sạch sẽ lần này anh cầm xẻng ngồi xổm ở cửa nhìn xuống cống rãnh lương minh nguyệt lái xe đến nhà máy đi ngang qua cửa nhà lý thiên thủy chị không để ý thấy có người đang ngồi xổm bên đường bánh xe chạy qua vũng nước bẩn bắn tung tóe vào lưng lý thiên thủy khi chị nghe thấy động tĩnh và nhìn vào kính chiếu hậu lý thiên thủy đã đứng dậy quay đầu nhìn lại tìm kiếm hung thủ chị không có ý định dừng lại tiếp tục lái xe về phía trước khi chị chuẩn bị chuyển hướng thì nhìn thấy Lý Thiên Thủy đang cầm dụng cụ dọn dẹp nước động trên đường. Lý Thiên Thủy không phàn nàn về việc bị văng đầy người. Anh nhận ra đó là xe của Lương Minh Nguyệt, và anh nghi ngờ là do Lương Tị cố ý lái như vậy, về việc tại sao cô cố ý làm văng nước tung tóe lên người anh, anh đoán là vì muốn ve vãn anh. Sau khi sân được dọn dẹp sạch sẽ, anh đi tắm, thay một bộ quần áo sạch sẽ chỉnh tề rồi lái xe ra ngoài làm việc đi ngang qua khu công nghiệp nhìn thấy tưởng kình đang đứng bên đường anh do dự chào hỏi tưởng kình làm như không nhìn thấy anh quay đầu đi vào nhà máy vì lần trước anh đã bày tỏ thái độ của mình trên bàn ăn tưởng kình xua tay bảo mọi người về hết rồi hỏi anh và lương tứ rốt cuộc là thế nào anh nói đang yêu nhau tưởng kình hất bàn rời đi từ đó về sau hai người không nói lời nào với nhau nữa lương minh nguyệt đến nhà máy thì trước tiên là làm việc sau đó đến xưởng tủ phòng tắm trước bữa trưa, ở đây chị tình cờ gặp giám đốc nhà máy mới, hai người nói chuyện công việc, sau đó giám đốc mới mời chị đi ăn trưa, Lương Minh Nguyệt từ chối, giám đốc mới chỉ vào màu son trên môi chị, nói rằng mẹ mình cũng có màu son y hệt, nói xong thì rời đi. Còn Lương Tị ở nhà mệt đến nỗi eo suýt gãy. Ba Lương đang đi loanh quanh trong khu biệt thự thì thấy một ngôi nhà đang được sửa sang lại nên đã thông qua thợ xây liên hệ với chủ nhà, nói muốn mua một ít xi măng và gạch để làm vườn rau. Đối phương nghe nói cũng sống ở khu biệt thự, chưa được mấy câu đã đồng ý ngay, nói cứ tùy ý sử dụng nguyên vật liệu, lấy tiền thì khách sáo quá. Bên phía nhà xây dựng giúp vận chuyển nguyên liệu thô về nhà cho ông, dưới sự hướng dẫn của họ, lương tị đã pha trộn theo tỷ lệ, sau đó đặt từng viên gạch để tạo thành một cạnh thấp, cuối cùng là trác xi măng, cô bận rộn từ 8-9 giờ sáng cho đến tối. Dì nhỏ cũng không nhàn rỗi, đến khu rừng phía sau công viên trộm đất về đêm qua dì nhỏ bắt được hai con cá lớn về vẫn còn sống dì đem thả trong bồn tắm cứ cách một lúc là dì lại ông con chó của mình đi chọc cá khi chó sủa cá sợ hãi dãy tán loạn nước bắn tung tóe khắp nơi sau bữa tối ba lương dẫn lương tị đến một tiệm massage dành cho người mù ở cổng khu dân cư lúc ra về cô chậm rãi đi sau ba lương gặp người quen trên đường họ chào nhau hai cha con ra ngoài đi dạo à ba lương cũng mỉm cười đáp lại đưa con gái đi mát xa gió chiều hiu hiu thổi ngày bình thường trôi qua trong hạnh phúc giản đơn và lương tị cũng đã kịp thời nắm bắt được niềm hạnh phúc này hạnh phúc luôn là mục tiêu của cô nhưng gần đây cô mới phát hiện ra rằng không hẳn vậy hạnh phúc thường vô tình đến vào những lúc ta chưa kịp sẵn sàng chính sự bất ngờ này đã khiến tất cả trở nên xúc động hơn hai ngày tới cũng không có chuyện gì quan trọng nếu phải nói ra thì chính là chuyện gì nhỏ thấy đèn trong phòng cô sáng suốt đêm hỏi cô tại sao không ngủ lương tị không thể nói rằng mình đang viết một cuốn tiểu thuyết viết mãi viết mãi rồi nằm xuống ngủ thiếp đi ba lương năm ngoái phát hiện cô viết tiểu thuyết cho rằng cô đang viết văn nghiêm túc liền đi khoe khắp nơi con gái tôi đang viết tiểu thuyết khi nào xuất bản sẽ kêu con bé ký tên tặng cho mỗi người một cuốn có chết không kia chứ sau này ba lương nhiều lần hỏi về bút danh của cô đều bị cô né tránh cô thật sự lo lắng rằng ông sẽ ngất xỉu sau khi xem nội dung thực tế một hôm trên bàn ăn ông hỏi lại chuyện đó nói làm nhà văn không có gì xấu hổ trái lại còn là một điều vinh dự các nhà văn mà ông nghĩ là mạc ngôn là dư hoa là lộ diêu lúc ấy lương minh nguyệt đã tàn nhẫn nói những gì con gái ba viết là tiểu thuyết người lớn kể từ đó ba lương không hỏi nữa cũng không dám ra ngoài công khai nói con gái ông viết tiểu thuyết vào ngày thứ tư cô nhìn thấy lý thiên thủy trong nhà ăn của nhà máy anh đến gặp lương minh nguyệt để bàn về tiến độ mua bán đất đai trong thành phố thông thường lương minh nguyệt ăn trong văn phòng nhưng lần này chị lý thiên thủy giám đốc nhà máy mới giám đốc nhà máy mới tên là tống khắc minh ba người ăn cơm ở nhà ăn lương tị thường cũng ăn trong văn phòng nhưng nhìn thấy tất cả bọn họ trong nhà ăn, cô cố tình bưng thức ăn đi ngang qua họ trở lại tòa nhà văn phòng. Quả nhiên, Tống Khắc Minh đã gọi cô lại. Lúc này cô mới chậm rãi quay đầu lại, "ủa, mọi người cũng đang ăn cơm à?" Tống Khắc Minh nhìn Lương Minh Nguyệt, Lương Minh Nguyệt nhìn Lý Thiên Thủy, còn Lý Thiên Thủy thì vùi đầu ăn cơm. Diễn còn dở lắm. Tập truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để đồng hành cùng Radio Ngôn Tình. Nếu những khoảnh khắc qua từng chương truyện ngày hôm nay đã chạm đến trái tim bạn, đừng ngần ngại chia sẻ yêu thương bằng một cú nhấn like, share và đăng ký kênh để luôn được cập nhật những câu chuyện mới mỗi ngày. Và đừng quên khám phá thêm nhiều bộ truyện hấp dẫn khác trong danh sách phát của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn ngày mới tràn đầy niềm vui và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo, nơi những câu chuyện tình yêu lại tiếp tục được kể.